Bờ sông thượng vây đầy người, mọi người không ngừng chỉ vào đám người chỗ, châu đầu ghé tai, thần sắc khác nhau. Tránh ra một chút, làm ta vào xem. Đậu đậu từ trong đám người tê đi vào, chỉ thấy bờ sông thượng có một đôi trung niên vợ chồng ngã ngồi ở một cái toàn thân ướt đẫm, da thịt phát trướng nam tử bên người, khóc đến thở hổn hển. Đậu đậu chen qua đi, lấy tay hướng người nọ trước mũi tìm tòi, sờ nữa sờ cổ hắn, mày liêu nhíu chặt, không tiếng động rút về tay. Người này đã đi mấy cái canh giờ? Kia đối trung niên vợ chồng ngẩng đầu nhìn đầu đầu liếc mắt một cái, thấy nàng không phải Dương Liêu Trấn người, vừa mới lại đối nàng nhi tử thi thể bất kính, tức khắc khởi sướng điên tới, duỗi tay liền tưởng chiều đầu đầu phiến qua đi. Ngươi là cái gì người? Ở chỗ này động tay động chân, rốt cuộc muốn làm cái gì? Uy, ngươi phải làm cái gì? Phù Chí Hằng lắc mình mà thượng, chắn đầu đầu trước mặt. Mắt sáng như đuốc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương thị phu thê, âm thanh lạnh lùng nói, nàng là một người đại phu, bất quá là muốn nhìn xem lệnh lang còn có hay không sinh cơ. Các ngươi đừng động thủ liền đánh người. Đại phu? Dương phu nhân nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, đột nhiên nhào lên đi bắt ở đầu đầu làn váy, nói, đại phu, ngươi mau cứu cứu ta nhi tử, ngươi mau cứu cứu ta nhi tử đi. Đại phu, ta cầu ngươi. Đầu đầu nhẹ nhàng lắc đầu, thương tiếc nhìn nàng, nói nhỏ, không còn kịp rồi, hắn đã đi ít nhất hai cái canh giờ. Nàng là đại phu không có sai, nhưng nàng không phải thần tiên, một cái đã chết hai cái canh giờ người, nàng không có cách nào thi cứu. Nghe vậy, Dương phu nhân chỉ cảm thấy chính mình bị người vô cớ cho hy vọng, chớp mắt lại hy vọng tan biến. Chính mình giống như là bị người trêu chọc hảo chơi dường như, nghĩ đến nhi tử đột nhiên ly thế, nàng ngẩng đầu mắt gắt gao trừng mắt đầu đầu, đôi tay đột nhiên dùng sức lôi kéo đầu đầu, muốn đem nàng đánh đổ trên mặt đất, lại ra sức đánh một đốn. Phù Chí Hằng phát hiện nàng ý đồ, lập tức tiến lên từ tay nàng đem đầu đầu kéo ra tới, ngươi đây là phải làm cái gì? Làm cái gì? Dương phu nhân giận trừng mắt đầu đầu, nghiến răng nghiến lợi mắng, các ngươi một đám vô tri người bên ngoài, các ngươi không có việc gì chạy tơi thấu cái gì náo nhiệt, là xem ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh buồn cười sao, vẫn là cười ta Dương gia từ đây đoạn tử tuyệt tôn. Các ngươi nói chính mình là đại phu, nhưng các ngươi lại liền cứu cá nhân đều sẽ không. Các ngươi rõ ràng chính là cố ý trêu chọc ta. Hôm nay, ta và các ngươi liều mạng, dù sao, nhà ta phong nhi đi, ta cũng không sống nổi. Dương phu nhân mắng, liền không quan tâm chiều Phù Chí Hằng cùng đầu đầu phát đi lên. Chúng ta không có muốn trêu chọc ngươi, ta thật sự chỉ là muốn xem hắn còn có hay không cứu. Đầu đầu một bên né tránh, một bên giải thích, nhưng bị bi thống bị lạc tâm trí Dương phu nhân lại nơi nào nghe đi vào nàng lời nói, tiếp tục hướng bọn họ chộp tới. Ngươi đừng còn như vậy, ngươi nếu là còn như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi còn đối ta không khách khí, lão nương hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Ngươi thật muốn như vậy? Lão nương ách, ngân châm chợt lóe, trước một giây còn dương nanh múa vuốt Dương phu nhân, giây tiếp theo liền như người gỗ đứng bất động. Dương lão gia vốn là hai nhĩ không nghe thấy chung quanh sự, nhìn chính mình kia vô sinh lợi nhi tử, không biết có phải hay không phu thê gian tâm hữu linh tê. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Dương phu nhân vẫn không nhúc nhích, lập tức liền chạy tới. Thêu Vân, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Dương lão gia, Dương phu nhân nàng không có chuyện, chỉ là thương tâm quá độ, cảm xúc có chút quá kích, ta vừa mới cho nàng hạ một châm, có thể cho nàng ngủ thượng một cái an ổn giấc. Nếu nàng còn như vậy kích động đi xuống, chỉ sợ sẽ đối thân thể của nàng rất có bất lợi. Mong rằng Dương lão gia lý giải. Đầu đầu tiến lên giải thích. Lại nói tiếp, Dương lão gia có không làm người đỡ Dương phu nhân về nhà, ta thế nàng khai một liều an thần dược. Đối với quý công tử sự tình, tiểu nữ tử cũng không phải cố ý mạo phạm, ta thật sự chỉ là muốn xem xét một chút mà thôi, cũng không có ý khác. Dương tể tiên kiến đầu đầu trật tự rõ ràng, nói cũng hợp tình hợp lý, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, quét nhìn thoáng qua vây xem đám người, chiều bọn họ chắp tay, nói, các vị đại muội tử, đại tẩu tử, có không hỗ trợ đỡ nội tử trở về.
gia phùng biến đổi lớn, nội tử thương tâm quá độ, nếu có cái gì làm được không tốt địa phương, còn hy vọng các hương thân nhiều hơn thông cảm nàng, đáng thương nàng. Vừa lấy được tin tức khi, Dương phu nhân từng đối vớt Dương Duy Phong đi lên người tay đấm chân đá, nói là bọn họ hại nhà nàng nhi tử, mà đột chịu đả kích Dương Tể trước cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là như người gỗ đặt mông ngã ngồi ở nhi tử bên người, trong óc trống rỗng. Mọi người thấy Dương Tể trước phùng biến còn đa lễ như vậy, ngẫm lại bọn họ hai vợ chồng già cũng là đáng thương, ở đây bọn nữ tử sôi nổi tiến lên, xung phong nhận việc đỡ Dương phu nhân hướng nhà bọn họ đi đến. Đầu đầu cũng theo đi lên, muốn đi xem Dương phu nhân tình huống, thuận tiện cho nàng khai phương thuốc tử. Đối với Dương phu nhân vừa mới ngang ngược, nàng cũng không nhiều lắm so đo, chỉ đương nàng là thương tâm quá độ. Nói đến cùng, Dương phu nhân cũng là một cái đáng thương người. Phù Chí Hằng tiến lên kéo lại đầu đầu tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Duy Phong thi thể, nhẹ giọng dặn dò, đầu đầu, Dương gia ta liền không đi. Ta lưu lại nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Ngươi là hoài nghi. Không sai. Chỉ cần có một đinh điểm điểm đáng ngờ, ta đều không thể lộ quá. Phù Chí Hằng tiệt hạ nàng lời nói, thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, ngươi vạn sự tiểu tâm một chút. Ngươi cũng giống nhau. Ân. Đầu đầu ừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó đuổi theo, đột nhiên. Nàng thấy được trong đám người Liễu Tử Diệp, vốn định đi hỏi một chút hắn, nhưng mắt thấy những người đó đỡ Dương phu nhân đã đi xa, liền quay đầu rời đi. Phù Chí Hằng đứng ở trong đám người, ánh mắt tinh tế đánh giá Dương Duy Phong thi thể, thấy hắn nắm tay khẩn nắm chặt, mày rậm không khỏi nhăn lại, đang muốn qua đi nhìn một cái, lại thấy trong đám người một mạt lam ảnh. Hắn sinh sôi dừng bước chân, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn luôn đứng ở trong đám người, nhìn Dương Tể trước hết mời người đem Dương Duy Phong thi thể dọn về Dương gia. Hắn theo đám người đi tới Dương gia ngoài cửa lớn, đột nhiên, bị người đột nhiên kéo đến một bên, Phù Chí Hằng nâng mục nhìn lại, chỉ thấy Liễu Tử Diệp vẻ mặt thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Dương gia đại môn nội, ngay sau đó rút về ánh mắt, nhìn Phù Chí Hằng, hỏi, công tử, này họ Dương, như thế nào hảo sinh sôi liền tìm cái chết? Hắn biết rõ Dương Duy Phong tính tình, hắn không có khả năng làm ra tuẫn tình liệt cử ra tới. Ta cũng không biết. Phù Chí Hằng quét nhìn bốn phía liếc mắt một cái, thấy trong đám người đã không có màu lam thân ảnh, lại thấy đoàn người đều đem lực chú ý đặt ở Dương gia, cũng không có người chú ý tới bọn họ, liền hạ giọng đối Liễu Tử Diệp, nói, ngươi theo ta tới một chuyến. Liễu Tử Diệp không hỏi nguyên do, ngay sau đó liền đi theo Phù Chí Hằng đi tới một mảnh hẻo lánh u tĩnh chỗ. Công tử, ngươi tìm ta có việc. Phù Chí Hằng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày đều không hé răng, như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Liễu Tử Diệp vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không có cái gì, nhưng lâu rồi, hắn cũng liền chậm rãi từ Phù Chí Hằng cử chỉ chung đã nhận ra mùi lạ, ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, hỏi, công tử, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi ta? Hoài nghi ta giết Dương Duy Phong? Vậy ngươi có cái gì đã làm? Phù Chí Hằng không đáp hỏi lại, ánh mắt trước sau không có rời đi Liễu Tử Diệp mặt. Liễu Tử Diệp thật mạnh lắc đầu, lập tức đáp, ta không có. Ta nếu là nghĩ tới muốn giết hắn, ta đây cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Càng sẽ không như thế tiện nghi hắn. Nếu ta thật muốn động thủ giết hắn, ta đây nhất định sẽ làm hắn thiên đao vạn quả. Đem hắn đẩy vào giữa sông chết chìm, loại này cách chết quá tiện nghi Dương Duy Phong. Hắn không phải không nghĩ sát Dương Duy Phong, mà là biết liền tính giết hắn, nhị muội cũng không sống được, mà cha mẹ liền sẽ đã không có sống sót ý niệm. Vừa mới ở bờ sông nhìn đến Dương thị vợ chồng, hắn đột nhiên cảm thấy bọn họ thực đáng thương. Ngươi ở ta cùng đậu đậu rời đi lúc sau, có hay không rời đi trong nhà? Buổi tối đâu? Ngươi lại đi nơi nào? Phù Chí Hằng tiếp tục đề ra nghi vấn, hiện giờ Dương Duy Phong ly thế, nhất có động cơ người là Liễu Tử Diệp. Liễu Tử Diệp trừng lớn mắt nhìn về phía Phù Chí Hằng, công tử, ngươi vẫn là không tin ta. Tin tưởng cùng không tin, ngươi đến chính mình tới chứng minh chính mình trong sạch. Phù Chí Hằng nhàn nhạt nói,
ngươi đem ngày hôm qua ta cùng Đậu Đậu rời đi nhà ngươi lúc sau, ngươi hành tung đều nói cho ta một lần, ngươi có phải hay không trong sạch? Ta thực mau là có thể được đến kết luận. Ta không có giết hắn, thật sự không có. Liễu Tử Diệp chém đinh chặt sắt nói, dừng một chút, hắn hồi tưởng một chút ngày hôm qua hành tung, một năm một mười hướng Phù Chí Hằng chậm rãi nói ra. Phù Chí Hằng nghe, mày nhăn đến càng khẩn. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới ra tiếng, lá mầm, ngươi không cần có phụ trách. Ta cũng không phải không tin ngươi ý tứ, ta chỉ là không nghĩ oan uổng bất luận cái gì một người. Như vậy đi, ngươi ở chỗ này cũng không có phương tiện, ngươi liền về trước ra đi. Ấn chúng ta ngày hôm qua nói đi làm, Dương ra nơi này, ta nghĩ cách đi cha. Liễu Tử Diệp gật gật đầu, xoay người rời đi. Phù Chí Hằng nhìn theo hắn rời đi lúc sau, theo hỗ trợ người vào Dương ra. Hắn cần thiết ở Dương Duy Phong không có thay quần áo trước, xem xét một chút hắn trên người có hay không cái gì manh mối. Hiện giờ đúng là đại trời nóng, tử thi dễ dàng hủ biến. Dương gia hẳn là thực mau liền sẽ thỉnh người tới cửa tới xử lý Dương Duy Phong sau sự. Nếu bị những người đó ở phía trước, kia hắn liền cái gì manh mối đều không có. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào tiếp cận Dương Duy Phong thi thể, Phù Chí Hằng liền nhìn đến mấy người nâng quan tài từ bên ngoài tiến vào, buông quan tài sau, trong đó có một cái tiểu tử liền vẻ mặt thống khổ ôm bụng khắp nơi quét xem. Phù Chí Hằng lập tức tiến lên, quan tâm hỏi, vị này tiểu ca, ngươi là xảy ra chuyện gì? Ta đau bụng. Người nó đau đến mặt đầu là hãn, đang muốn rời đi, mặt sau một tên béo kêu ở hắn, tiểu Tuyền, ngươi lại đây hỗ trợ. Tiểu Tuyền quay đầu nhìn về phía mập mạp, che khẩn bụng, vẻ mặt đau khổ nói, cát ca, ta đau bụng, có thể hay không để cho người khác làm, ta đi tìm nhà xí. Thật là lười người cứt đái nhiều, lúc này, tất cả mọi người đều ở vội, ta đi nơi nào tìm người tới thế ngươi. Mập mạp lánh quét Tiểu Tuyền liếc mắt một cái, liền ngươi sự tình nhiều, ngươi nếu là còn như vậy, ngươi cũng đừng trách ta khấu hạ ngươi tiền công. Nghe muốn khấu tiền công, Tiểu Tuyền lập tức thay đổi sắc mặt, xua xua tay, nói, đừng a, cát ca, ta phốt, 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 đột nhiên ba tiếng vang lớn, nhà chính tức khắc mùi hôi huân thiên, mọi người sôi nổi bịt mũi, cao mày nhìn về phía Tiểu Tuyền, Tiểu Tuyền quân đến không chỗ dung thân, cười gượng giải thích, các vị, xin lỗi a, ta giống như ăn sai đồ vật, hắc hắc. Vậy ngươi còn không dám mau tìm nhà xí đi? Sưng sở ở nơi này là tưởng đem chúng ta đều huân ngất xỉu đi sao? Chính là a, mau đi. Thật không hiểu ngươi ăn cái gì, cư nhiên có thể xú thành như vậy. Mọi người sôi nổi đuổi Tiểu Tuyền rời đi, Tiểu Tuyền không dám đi, gắt gao cắn răng chịu đựng, ánh mắt đầu hướng cát ca. Cát ca phiền chán xua xua tay, mày nhăn đến cao cao, đi thôi, đi thôi, đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Cát ca, kia tiền công. Tiểu Tuyền không yên lòng chính mình tiền công, nhìn cát ca lại hỏi. Cát ca nghe lão đại khó chịu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không đi, ta liền khấu tiền công. Ta tới đỉnh hắn công tác đi, người có tam cấp, nhân huynh cũng đừng quá khó xử hắn. Phù Chí Hằng đúng lúc cắm thượng một câu, đi tới cát ca trước mặt, cát ca trên dưới đánh giá hắn một vòng, thấy hắn đại trời nóng còn mang mũ có rèm. Nam không nam, nữ không nữ, tức giận nói, ngươi cho rằng đây là cái gì hảo sống a? Chúng ta đều là dựa vào người chết xin cơm ăn người. Vị nhân huynh này, ta chỉ là tưởng cứu người chi cấp mà thôi. Đợi lát nữa ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Tiền công đâu, liền tính cấp Tiểu Tuyền huynh đệ đi. Phù Chí Hằng không cho là đúng, nói, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuyền. Tiểu Tuyền nghe có như thế tốt sự tình, lập tức cười gật đầu, cát ca, ngươi liền ứng đi, ta đi á, ta thực mau trở về tới, ngươi nhưng ngàn vạn không thể khấu ta tiền công. Nhìn kia con khỉ tán loạn thân ảnh, cát ca quay đầu lại nhìn Phù Chí Hằng, phân phó, nếu ngươi phải làm người tốt, ta đây liền thành toàn ngươi. Như vậy đi, ngươi liền đi giúp Dương công tử thay quần áo, sơ phát, xong rồi lại cùng đại gia cùng nhau bố trí linh đường. Hảo, Phù Chí Hằng trong lòng vui vẻ,
không nghĩ tới như thế dễ dàng liền có chính đại quang minh cơ hội đi xem xét Dương Duy Phong thi thể. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Đậu Đậu cùng Phù Chí Hằng mới từ Dương ra đi ra, sóng vai khoác bóng đêm hồi khách điếm. Tiểu Hằng, ngươi nói cái này Dương Duy Phong chết có thể hay không cùng Liễu Tử Diệp có quan hệ? Trên đường, Đậu Đậu nhìn không được hỏi ra đặt ở chính mình trong lòng cả ngày nghi vấn. Buổi sáng, nàng ở trong đám người thấy được Liễu Tử Diệp, thực tự nhiên liền đem hắn cùng Dương Duy Phong chết liên hệ ở bên nhau. Chủ yếu là bọn họ hai người chi gian ân oán quá sâu. Phù Chí Hằng quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi vì cái gì sẽ như thế tưởng? Ta buổi sáng nhìn đến Liễu Tử Diệp liền ở trong đám người, ngươi tưởng a? Lão Ngưu thôn ly trấn trên cũng yêu cầu thời gian, hắn lại như thế nào sẽ ở nhân gia phát hiện Dương Duy Phong thi thể khi, trước tiên liền xuất hiện ở trong đám người. Sẽ không phải sẽ hắn vẫn luôn liền ở hiện trường. Dương Duy Phong căn bản là không phải nhảy sông tự sát. Đậu Đậu nói ra chính mình quan điểm, nhớ tới Liễu gia cùng Dương gia trước mắt trạng huống, Đậu Đậu không cấm thật dài thở dài một hơi. Hảo hảo hai cái ra, bất quá mấy ngày, liền mây mù che phủ, cửa nát nhà tan. Ai sự tình như thế nào sẽ như vậy? Ta nghĩ tới nghĩ lui, việc này đều do cái kia Dương trấn trưởng, người khác vợ chồng son tương thân tương ái, hắn làm gì muốn bá đạo muốn chiết tán nhân gia, làm hại Liễu gia cùng Dương gia như thế như vậy đồng ruộng. Phù Chí Hằng không phủ nhận Đậu Đậu cách nói, việc này hắn cũng cảm thấy cùng kia trấn trưởng có lớn lao quan hệ, nếu không phải hắn bá đạo, nếu không phải hắn hoành hành, nếu không phải hắn ích kỷ, như vậy Liễu gia cùng Dương gia thảm trạng liền sẽ không phát sinh. Nhưng gia có gia pháp, quốc có quốc quy. Trung gian còn có một cái tộc quy, ở đại tề triều giống bọn họ như vậy tộc quy không ít, triều đình giống nhau đều sẽ không cưỡng chế quản chế. Mạng người có khi chính là như vậy không đáng giá nhắc tới. Việc này không có chúng ta nhìn đến như vậy đơn giản. Trầm mặc trong chốc lát, Phù Chí Hằng mới mở miệng nói một câu. Dương Duy Phong khẩn nắm chặt trong tay, nắm chính là cây kim ngân, hắn từng tinh tế xem xét quá thân thể hắn, cũng không có phát hiện vết thương, nhưng làm hắn kỳ quái chính là, nếu Dương Duy Phong là nhảy sông tự sát, kia hắn chính là chết đuối mà chết, nhưng một cái chết đuối người, vì sao hắn trong bụng lại không có phồng lên? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn là bị người giết chết lúc sau ném vào trong sông, tiến tới làm người nghĩ lầm hắn là nhảy sông tự sát. Liễu Tử Diệp phương diện hiểm nghi, Phù Chí Hằng từ bắt đầu hoài nghi đến mặt sau phủ định, từ Liễu Tử Diệp tự thuật tới phân tích. Còn có hắn đương biểu hiện tới xem, hắn không phải sát Dương Duy Phong người. Tìm kiếm nhanh nhất đổi mới trang web, thỉnh Baidu tìm tòi 15, một xem V kép kia nếu không phải nhất tưởng Dương Duy Phong chết Liễu Tử Diệp, kia lại là ai như vậy trăm phương ngàn kế giết người. Ngày hôm qua, hắn ở Liễu nhị cô nương phòng tủ quần áo phát hiện một cái thu thập tốt tay nải, còn có cặp kia còn chưa hoàn công giày lớn nhỏ cũng phù hợp Liễu Duy Phong chân. Hắn nhớ rõ cặp kia đế giày nạp thật sự rắn chắc, nếu hắn không có đoán sai nói, Liễu nhị cô nương cùng Dương Duy Phong nhất định là có kế hoạch muốn tư bốn. Nhưng lại là ai như thế vừa khéo mang theo trấn trưởng đi bắt bọn họ? Phù Chí Hằng đau đầu lên, vốn di hắn hoài nghi Dương Duy Phong chính mình bán đứng Liễu gia nhị cô nương, đang cùng Liễu Tử Diệp thương lượng cha một chút hắn. Chỉ một buổi tối đều còn không có qua đi, hắn đã bị người giết. Hiện tại bí ẩn càng lúc càng lớn, hắn đã tìm không thấy phương hướng rồi. Chỉ có thể khẳng định phương diện này nhất định có cái gì kinh người bí mật. Nhưng lại sẽ là cái gì đâu? Liễu gia cùng Dương gia đều chỉ là Dương Liễu trấn trên bình thường nhân gia, Liễu tể đầu tiên là Tư Thục tiên sinh, Liễu Tử Diệp vẫn là hắn đắc ý môn sinh. Mà Liễu Tử Diệp cùng Dương Duy Phong là đã từng quan hệ thực tốt cùng trường. Cũng chính là bởi vì có tầng này quan hệ ở, Liễu gia nhị cô nương mới nhận thức Dương Duy Phong. Như thế bình thường nhân gia, này phía sau người rốt cuộc muốn được đến cái gì đâu? Sẽ là trấn trưởng sao? Hiện tại Dương Duy Phong cũng đã chết, hắn cũng chỉ có thể từ trấn trưởng trên người xuống tay. Đậu Đậu quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, mày nhíu lại. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Cái gì cũng không có phát hiện, nhưng là, ta có thể khẳng định Dương Duy Phong không phải tự sát,
mà là bị người giết hại sau lại ném vào trong sông. Phù Chí Hằng dừng bước chân, rũ mắt nghiêm túc nhìn Đậu Đậu, nói, Đậu Đậu, ta luôn là trong lòng mạc danh hốt hoảng. Tổng cảm thấy có cái gì âm mưu chiều chúng ta đánh úp lại. Nói không nên lời cảm giác, nhưng là hắn lại là mãnh liệt cảm giác được đến. Có thể hay không là mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, ngươi có điểm suy nghĩ nhiều. Nếu những người đó đuổi theo, không có khả năng nhìn chúng ta cái gì đều không làm. Đậu Đậu trực tiếp liên tưởng đến hắc y nhân trên người đi. Nhìn Đậu Đậu ngưng trọng mặt, Phù Chí Hằng đột giác thực không thoải mái, hắn vẫn là thích nhìn đến nàng ánh mặt trời tươi cười, như đúc cái gì cũng không dám bộ dáng. Hắn tiến lên vài bước, đôi tay nắm chặt Đậu Đậu bả vai, thật sâu nhìn nàng mắt, gằn từng chữ một, Đậu Đậu, ngươi đừng lo lắng. Có lẽ này liền thật là ta suy nghĩ nhiều quá. Đãi việc này quá sau, chúng ta lập tức rời đi Dương Liêu Trấn. Hảo, nhẹ nhàng gật đầu, Đậu Đậu đột nhiên đối với Phù Chí Hằng sau lưng, hô, Doãn công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Doãn Lập Bình. Phù Chí Hằng buông lỏng ra đặt ở Đậu Đậu trên vai tay, không giấu vết đem Đậu Đậu ngăn ở chính mình sau lưng, chặn Doãn Lập Bình đầu hướng nàng ánh mắt. Hắn cong môi cười, chắp tay nói, Doãn huynh, sắc trời đã không còn sớm, ngươi đây là muốn thượng chạy đi đâu? Trưởng quầy không yên lòng các ngươi, liền làm ta đi ra ngoài tìm các ngươi. Này không, vừa vặn liền đụng tới các ngươi sao? Doãn Lập Bình cười cười, nâng bước đạp ánh trăng đã đi tới. Hắn câu đầu óc túi nhìn thoáng qua Đậu Đậu, cười hỏi, cô nương, bộ dáng của ngươi thoạt nhìn thực mỏi mệt. Đa tạ Doãn huynh quan tâm, đều là chúng ta huynh muội sơ sẩy, làm Doãn huynh bị liên lụy khắp nơi tìm kiếm. Phù Chí Hằng cười đáp tạ Doãn Lập Bình quan tâm, duỗi tay chiều hắn làm cái thỉnh thế, Doãn huynh, chúng ta hồi khách điếm lại liêu đi. Khắp nơi quét nhìn một vòng, Doãn Lập Bình cười gật đầu, hảo, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta này đó ngoại lai người, xác thật không nên khắp nơi du đãng. Doãn huynh, thỉnh. Đường huynh, thỉnh. Vì không cho người biết Phù Chí Hằng thân phận, Đậu Đậu làm hắn được việc quả quả thân phận. Trên đường, Phù Chí Hằng cùng Doãn Lập Bình phảng phất là nhiều năm bạn tốt giống nhau, tâm tình mình thấy, hai cái đều kiến thức phi phàm, một kiện thực bình thường sự tình, bọn họ lại nhìn đến vấn đề chỗ sâu trong, cũng có từng người độc đáo giải thích. Đậu Đậu đi theo bọn họ sau lưng, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, một câu cũng cắm không thượng. Nàng không cấm đối trước mắt hai người kia lau mắt mà nhìn lên. Một cái ôn nhuận như ngọc, một cái tiêu sái không kềm chế được, tương đồng chính là hai người đều là ngọc thụ lâm phong phiên phiên thiếu niên. Đậu Đậu không cấm đem ánh mắt đầu hướng một thân tuyết trắng Phù Chí Hằng, suy nghĩ xuất thần, hắn tựa hồ thực thích màu trắng, trên người quần áo đều lấy màu trắng chiếm đa số. Tuy rằng thoạt nhìn phiêu giật như tiên, nhưng Đậu Đậu tổng cảm thấy hắn trên người thiếu một ít nhân khí, vô hình chung hắn thường cho người ta một loại quạnh quẽ, không dễ ở chung cảm giác. Tâm hơi hơi phiếm toan, Đậu Đậu biết, hắn này quạnh quẽ tính tình, hơn phân nửa cùng hắn thơ ấu trải qua có quan hệ. Tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt, Phù Chí Hằng đột nhiên xoay đầu tới nhìn nàng một cái, hai người ánh mắt cách xa mỏng giao hội một chút, Đậu Đậu chiều hắn mỉm cười ngọt ngào, kia tươi đẹp tươi cười phảng phất là trong bóng đêm một đạo quang, ấm áp Phù Chí Hằng tâm. Doãn Lập Bình nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy tâm giống bị cái gì va chạm một chút, không khỏi ở Đậu Đậu tươi cười chung thất thần. Bất quá chỉ là như vậy trong nháy mắt, hắn thực mau trở về quá thần tới, đáy mắt hiện lên ngầm bực. Trăng lên giữa trời, bóng đêm Hà Dương Liêu Trấn có vẻ đặc biệt an tường, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến chó sủa thanh, vẫn là kia không biết tên côn trùng kêu vang thanh ngoại, lại nghe không được mặt khác thanh âm. Đột nhiên lưỡng đạo hắc ảnh một trước một sau từ khách điếm vụt ra, nhanh nhạy từ sát đường nóc nhà nhanh chóng túng quá, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Mày dập nhẹ trọn, Doãn Lập Bình một đường chiều trấn biên trên núi mà đi, bỗng nhiên, hắn thân hình chợt lóe, ẩn vào một cây trên đại thụ, tươi tốt lá cây đem hắn che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi khôn khéo mắt không tiếng động đánh giá theo đuôi hắn mà đến hắc y nhân. Phù Chí Hằng vỗ về ngực đứng ở cách đó không xa đại thụ hạ thở dốc, đãi hoán quá khí tới sau,
Hắn ngẩng đầu nhanh chóng quét xem bốn phía, lắng tai nghe, cảm thụ một người khác khí chàng. Võ lâm cao thủ đều sẽ có một loại vô hình khí chàng, chỉ cần chăm chú nhìn tụ nghe, cao thủ là có thể cảm nhận được một cái khác cao thủ hơi thở, chuẩn xác không có lầm phán đoán hắn ẩn thân chỗ. Bốn phía lẳng lặng, hắn cảm thụ không đến cao thủ hơi thở. Phù Chí Hằng không cấm có chút nhụt chí, đuổi theo như thế lâu, vẫn là truy ném người, ngược lại chính mình bị hắn lánh khắp nơi nhảy thọ án, mệt đến hơi thở không xong. Hắn vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm Doãn Lập Hà nhất cử nhất động, quả nhiên không ra hắn sở liệu, trăng lên giữa trời khi, hắn rốt cuộc rời đi phòng, ẩn thân ở trong bóng đêm. Một người nửa đêm hảo hảo không nghỉ ngơi, phóng đại môn không đi, mà là từ càng cửa sổ rời đi. Thực rõ ràng mục đích của hắn không phải vì thưởng thức bóng đêm, mà là có khác mục đích. Phù Chí Hằng có chút hưng phấn đuổi kịp hắn, tưởng Miêu truy lão thử, lại không biết Miêu ngược lại bị lão thử cấp trêu đùa. Lại lần nữa quét xem bốn phía, Phù Chí Hằng rốt cuộc không có kết quả rời đi rừng cây. Nửa hướng quá sau, Doãn Lập Bình chiều một cái khác phương hướng rời đi. Trấn trưởng phủ, hậu viện thư phòng. Uy Hổ đứng ở Doãn Lập Bình trước mặt, thỉnh thoảng đánh giá hắn kia đông lạnh sắc mặt, trong lòng có chút kinh hoàng. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một khinh một trọng tiếng bước chân, Uy Hổ lập tức kéo ra cửa thư phòng, đối với từ bên ngoài mà đến người cung kính nói, phu nhân, nhị thiếu gia. Lục Thường liếc xéo Uy Hổ liếc mắt một cái, Uy Hổ, ngươi cái gì thời điểm như vậy thiếu kiên nhẫn? Này khuya khoát, ngươi làm người đem chúng ta mẫu tử mời đến, là vì chuyện gì? Có cái gì sự tình là không thể ban ngày nói, càng muốn tuyển lúc này. Nửa đêm bị người từ mộng đẹp chung nhiễu tỉnh, hơn nữa người này vẫn là chính mình hạ nhân, ngươi nói này làm chủ tử nơi nào sẽ có cái gì hảo tính tình tương đối. Hồi phu nhân nói, đại thiếu gia tới. Uy Hổ ngẩng đầu nhẹ liếc liếc mắt một cái thư phòng nội, nhẹ giọng đáp. Đại thiếu gia. Lục Thường nhéo khăn cười lạnh, quay đầu cùng chính mình nhi tử liếc nhau, ngay sau đó trên mặt chất đầy tươi cười, mẫu tử cầm tay nâng tiến bước đi, nhìn thư phòng kia trương quen thuộc mặt, không khỏi ngây người. Trước mắt người này không cần đoán, nàng cũng biết là Y Lực, bởi vì hắn trường một trương cùng Hằng Vương giống nhau như đúc mặt. Đại ca, Doãn Lập Hoành tiến lên nhàn nhạt gọi một tiếng, cái này đại ca, hắn cũng không có nhiều y ấn tượng. Kia một năm, hắn mới 3 tuổi, còn có ký ức cũng chỉ là mơ hồ. Hắn sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, cũng là vì hắn có một trương cùng Hằng Vương giống nhau như đúc mặt. Ở trong mật thất, hắn cùng hắn mẫu thân sớm muộn gì đều sẽ cấp Hằng Vương dâng hương, mà Hằng Vương bài vị mặt sau treo chính là Hằng Vương bức họa. Doãn Lập Bình đứng lên, chắp tay hồi hắn thi lễ, nhị đệ, ngồi. Lục Thường trước kia chỉ là Hằng Vương phủ một cái vũ cơ, liền cái thiếp thất đều không tính là, nhìn thấy Doãn Lập Bình loại này đứng đắn con vợ cả tiểu vương ra, tự nhiên là muốn hành lễ. Ở Doãn Lập Hoành hành lễ quá sau, nàng tiến lên chiều Doãn Lập Bình hành lễ, Lục Thường gặp qua tiểu vương ra. Nhị nương, không cần đa lễ, ta hiện tại là Doãn Lập Bình, không hề là cái gì tiểu vương ra hoặc tiểu chủ tử, ngươi là trưởng bối. Ngồi xuống nói chuyện đi. Doãn Lập Bình duỗi tay đi đỡ Lục Thường. Lục Thường khóe mắt thoáng nhìn, không giấu vết tránh ra thân mình, đi hướng Doãn Lập Hoành bên cạnh người chỗ ngồi. Cảm tạ tiểu vương gia. Bất quá, tiểu vương gia, chúng ta Hằng Vương phủ tuy là không còn nữa, nhưng là, Lục Thường tin tưởng, chỉ cần tiểu vương gia cùng nhị thiếu gia muốn, tương lai nhất định có thể hoàn thành lão vương gia di nguyện. Lục Thường ngồi xuống, đôi tay điệp đặt ở trên đầu gối, cúi đầu nói nhỏ. Doãn Lập Bình lượt bào mà ngồi, nhìn về phía Lục Thường câu môi cười, nói, nhị nương, ta sớm thành thói quen khắp nơi phiêu bạt sinh hoạt, cũng không có những cái đó không thiết thực hiện ý tưởng, mà ta cũng tin tưởng, phụ vương nhất định cũng không nghĩ chúng ta hai anh em trọng đi hắn cũ lộ. Lục Thường mặt trầm xuống tới, trong lòng hừ lạnh không thôi. Nếu đã thói quen khắp nơi phiêu bạt sinh hoạt, vậy ngươi khuya khoát tìm được là vì cái gì? Khuyên can, vẫn là ra oai phủ đầu. Nếu hắn không có cái kia tâm tư, đó là tốt nhất, đỡ phải nàng còn muốn nơi trốn để phòng hắn.
nếu hắn không có cái kia tâm tư, vậy từ đâu ra thì về lại nơi đó. Các nàng mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau thói quen, không cần cái gì dư thừa thân nhân. Các nàng hai mẹ con không hy vọng xa vời hắn hỗ trợ, chỉ cần hắn không ra nhiều chuyện là đến nơi. Đại thiếu gia là tới khuyên chúng ta, nếu là, thực xin lỗi sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta không có khả năng bỏ lão vương gia di nguyện còn không màng, ta không có khả năng làm người kia cao cao tại thượng, vô ưu vô lự, mà lão vương gia lại bị hắn làm hại nằm ở lạnh băng hắc ám ngầm mười mấy năm. Nói đến chuyện cũ, Lục Thường mặt bởi vì kích động mà trở nên vặn vẹo lên. Doãn Lập Hoành thấy tự mình mẫu thân cảm xúc bắt đầu kích động lên, vội vàng xung nổi lên người điều giải. Đại ca, chúng ta hai anh em mười mấy năm không thấy mặt, lần này gặp lại, Lập Hoành hy vọng đại ca có thể nhiều trụ một ít thời gian. Nếu đại ca nguyện ý nói, tiểu đệ hy vọng chúng ta người một nhà có thể không hề tách ra. Nhân Doãn Lập Bình lớn lên cực kỳ giống Hằng Vương, đương Doãn Lập Hoành ánh mắt đầu tiên nhìn đến Doãn Lập Bình khi, bất giác đem hắn đối Hằng Vương nhụ mộ chi tình nhanh chóng di chuyển tới Doãn Lập Bình trên người. Nhìn trước mắt cái này khí giật bất phàm huynh trưởng, hắn là thiệt tình có giữ lại chi ý. Lập Hoành, vi huynh thích vô câu vô thúc sinh hoạt. Đãi xử lý một chút sự tình lúc sau, vi huynh liền sẽ rời đi. Doãn Lập Bình cười nhìn chính mình thân huynh đệ liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía Lục Thường. Nhị nương, Lập Bình biết ngươi đối phụ vương cảm tình, nhưng là, Lập Bình không tán đồng quyết định của ngươi. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không có khả năng lay động Tấn Hoàng nửa phần. Nếu bọn họ còn ý nghĩ kỳ lạ muốn nuốt chiếm Đại Tề, kia càng là một kiện thiên phương giả đàm sự tình. Một chút khả năng tính đều sẽ không có. Nghe vậy, Lục Thường giận sôi máu, trong tay khăn bị nàng gắt gao nắm chặt thành một đoàn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Doãn Lập Bình chính mình không có chí lớn liền thôi, cư nhiên còn tới khuyên con trai của nàng, muốn cho nhi tử cũng trở nên cùng hắn giống nhau. Thật là quá nhưng khí, quá khi dễ người. Vừa mới còn đạo mạo ngang nhiên nói cái gì người một nhà, còn thân thiết tôn xưng nàng một tiếng nhị nương, hiện tại xem ra, hắn căn bản là không có như vậy tưởng, hắn căn bản là đem bọn họ trở thành là hắn hạ nhân. Không sai, hắn là khi bọn hắn mẫu hai là hạ nhân. Đại thiếu gia, lời này sai rồi, ai có trí nấy, ngươi đã vô này trí, cần gì phải đem suy nghĩ của ngươi áp đặt cho người khác đâu. Ngươi có thể đem lão vương gia di nguyện phóng một bên, vứt chi não sau, chẳng lẽ không thể làm chúng ta tới thế hắn hoàn thành di nguyện sao? Ngươi đây là nhân vi tử nên làm chuyện này sao? Lập Hoành, chúng ta đi. Thời điểm cũng không còn sớm, ngươi vẫn là trường thân thể thời điểm, về phòng ngủ đi thôi. Lục Thường một tiếng đứng lên, vung khăn, duỗi tay lôi kéo Doãn Lập Hoành liền phải rời đi thư phòng. Chậm đã. Đại ca. Hai anh em đồng thời ra tiếng, hai cái tương nhìn liếc mắt một cái. Doãn Lập Bình xua xua tay ý bảo hắn trước nói. Doãn Lập Hoành kia còn lược hiện non nớt trên mặt nảy lên nồng đậm thất vọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Doãn Lập Bình, ngữ khí hơi trầm xuống hỏi. Đại ca, ngươi thật sự không muốn thực hiện phụ vương di nguyện. Ngươi thật sự cam tâm liền như thế mai danh ẩn tích cả đời. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ thân thủ phụng phụ vương bài vị tiến hoàng miếu. Ngươi liền nhẫn tâm làm phụ vương hồn phách không chỗ lạc căn. Không quan hệ nguyện ý hay không, mà là ta chưa bao giờ từng có như vậy ý niệm. Tâm nếu an. Lập Hoành, đi. Đừng nghe hắn nói, hắn chính là một cái người nhu nhược. Hắn không dám là sợ cấp chính mình đưa tới hỏa sát thân. Ngươi cũng đừng đương hắn là đại ca. Năm đó, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, nếu không phải hắn liên hợp Hoàng Phủ Kiệt cùng Kiều Xuân đám người khuyên ngươi phụ vương nhận tội, ngươi phụ vương lại như thế nào sẽ bị Tấn Hoàng cái kia lật lọng tiểu nhân thảm hại. Nói đến cùng, hắn mới là hại phụ vương đầu sỏ gây tội. Đối mặt Doãn Lập Bình lần nữa khuyên Doãn Lập Hoành thu tay lại, Lục Thường cũng bất cứ giá nào, làm cho Doãn Lập Bình cùng uy hổ mặt chính là một hồi oán trách. Nàng chịu đủ rồi, nàng không nghĩ con trai của nàng, nàng đời đời con cháu đều xúc đầu làm người, vĩnh viễn vô pháp về quê, vĩnh viễn vô pháp nhận tổ quy tông. Nàng tuy rằng chỉ là Hằng Vương một cái vũ cơ, nhưng nàng đối Hằng Vương lại là si tâm một mảnh. Vì Hằng Vương,
vì chính mình nhi tử, nàng sẽ không lại không có tiếng tăm gì đông trốn sao sao, nàng muốn giúp nhi tử bước lên địa vị cao, nàng muốn thay Hằng Vương thực hiện di nguyện. Nếu không, nàng đã chết đều không thể đối mặt Hằng Vương. Doãn Lập Hoành chỉ cảm thấy một cổ trọc khí tràn ngập ở trong tim, đột nhiên nghe đến mấy cái này hắn trước kia chưa từng nghe qua sự thật, hắn không cấm đỏ mắt, không dám tin tưởng nhìn Doãn Lập Bình, hỏi, đại ca, mẹ ta nói đều là thật vậy chăng? Năm đó thật là ngươi khuyên phụ vương? Là, chính là, không cần lại nói cái gì chính là, ngươi đi đi, ta nơi này không chào đón ngươi, từ đây sau này, chúng ta không hề là huynh đệ, ta cũng không có ngươi như vậy huynh trưởng. Doãn Lập Hoành tức giận đánh gãy Doãn Lập Bình nói, xoay người đỡ Lục Thường rời đi thư phòng. Uy Hổ nhìn bọn họ người một nhà nháo đến như thế không lợi hại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn ngẩng đầu nhìn Doãn Lập Bình, nhu động vài cái môi, vẫn là tráng gan, nói ra ý nghĩ của chính mình. Đại thiếu gia, nhị phu nhân cùng nhị thiếu gia cũng không có sai, ngươi chẳng lẽ liền? Uy Hổ, đừng nói nữa. Ta từ nhỏ là cái dạng gì tính tình, ngươi nhất minh bạch. Hiện giờ sự tình đều qua như thế nhiều năm, chúng ta vì sao còn muốn chấp nhất đi làm một ít căn bản là không có khả năng sự tình đâu. Ngươi giúp ta nhiều nhìn bọn họ mẫu tử, hiện giờ, ta cũng chỉ thừa bọn họ này hai cái thân nhân. Doãn Lập Bình xua xua tay, thật mạnh thở dài một hơi. Uy Hổ nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng là chắp tay đáp, là... Đại thiếu gia, Uy Hổ đã biết. Ân. Doãn Lập Bình bối tay đi đến phía trước cửa sổ, nhìn liếc mắt một cái đen tuyền bên ngoài, lại nói, Uy Hổ, kia Dương Duy Phong cùng Liễu gia cô nương chết có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, sự tình tốt nhất không cần lại chuyển biến xấu đi xuống. Hiện giờ đã có người hoài nghi ngươi, ngươi nếu muốn biện pháp đem việc này cấp kết, nếu không... Nhị nương các nàng liền vô cùng có khả năng sẽ bị người phát hiện. Nghe vậy, Uy Hổ chấn động, vội hỏi, đại thiếu gia, ngươi chính là biết là cái gì người ở cha ta? Là ai như thế mau liền đem điểm đáng ngờ chỉ hướng hắn, hắn làm việc này chính là tích thủy bất lậu. Cái này ngươi không cần biết, ngươi ấn ta nói đi làm đi. Việc này kết, bọn họ mới có thể rời đi nơi này, mà bọn họ càng sớm rời đi Dương Liêu Trấn. Chính là đối với các ngươi càng tốt bảo hộ. Doãn Lập Bình cũng không tính toán đem đầu đầu sự tình nói cho Uy Hổ, đến nỗi hắn tư tâm là như thế nào tưởng, chính hắn cũng không nghĩ thanh. Hắn chỉ biết là, nếu làm Uy Hổ đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ là đại tề người của triều đình? Uy Hổ tiếp tục đặt câu hỏi, hàm chứa lệ khí mày gắt gao nhíu lại. Doãn Lập Bình duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, không dung trí không nói, Uy Hổ, ngươi nếu tin được ta, vậy nghe ta. Việc này, thiết không thể cành mẹ đẻ cành con, nếu không, này hậu quả sợ là ngươi cũng vô pháp tưởng tượng. Uy Hổ ngước mắt nhìn chằm chằm vào Doãn Lập Bình, hồi lâu quá sau, hắn mới thật mạnh gật đầu, chắp tay đáp, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Không thể lại nháo ra mạng người tới. Doãn Lập Bình nhìn không được lại dặn dò một câu. Thuộc hạ tuân mệnh. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bỗng nhiên, Doãn Lập Bình khinh thân một túng, nhẹ nhàng từ cửa sổ một túng mà ra, trong chớp mắt liền biến mất ở Uy Hổ trong mắt. Uy Hổ nhìn trống rỗng bầu trời đêm, khẽ thở dài một hơi. Kéo kẹt, Doãn Lập Bình duỗi tay khẽ đẩy một chút chính mình phòng cửa sổ, phát hiện cửa sổ đã bị người từ bên trong xuyên ở. Hắn bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, từ nóc nhà nhảy đến trong viện, về tới chính mình trước cửa phòng, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, quả không ra hắn sở liệu, cửa phòng lập tức liền khai. Hắn nâng tiến bước đi, cùng lúc đó, trong phòng đột nhiên sáng lên. Doãn Lập Bình nhìn ngồi ngay ngắn chính mình trong phòng Phù Chí Hằng, kinh ngạc hỏi, đường huynh, như thế chậm, ngươi như thế nào sẽ ở ta trong phòng? Doãn huynh, như thế chậm. Ngươi không ở trong phòng, lại đi nơi nào đâu? Phù Chí Hằng không đáp hỏi lại, nói nhắc tới vẫn luôn ôn ấm trà, cầm chén trà, ưu nhã đổ hai ly trà. Doãn huynh, ngươi chạy hơn phân nửa cái buổi tối, nhất định uống lên đi. Tới, uống trà. Doãn Lập Bình gật gật đầu,
đi đến trước bàn ngồi xuống, duỗi tay liền tiếp nhận chén trà, cười nhẹ nhấp một ngụm, ngay sau đó lại liên tục uống lên vài khẩu, thẳng đến cái ly thấy đế. Hắn mới chưa đã thèm đem chén trà đẩy đến Phủ Chí Hằng trước mặt, cười nói, phiền toái Đường huynh lại cho ta đảo một ly. Phủ Chí Hằng nhướng mày, ghé mắt nhìn hắn một cái, lại thấy hắn đổ một ly trà. Đa tạ Đường huynh. Doãn Lập Bình cảm tạ, nâng chung trà lên lại là vẫn luôn uống đến chén trà thấy đáy, mới thả xuống dưới. Hắn cười, lại đem chén trà đẩy đến Phủ Chí Hằng trước mặt. Lúc này đây, Phủ Chí Hằng cũng không đợi hắn nói chuyện, liền tự động tự phát cho hắn đảo mãn một ly trà. Phủ Chí Hằng liếc hắn liếc mắt một cái, không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn cũng không phải đơn giản người, nếu địch bất động, chính hắn cũng sẽ không động. Doãn Lập Bình như là bị người khác mấy ngày mấy đêm giống nhau, một hơi liền uống lên vài hồ trà sau, đánh một cái cách, cảm thấy mỹ mãn lau đi khóe miệng bọt nước, cười nói ta, đa tạ Đường huynh. Nếu không phải Đường huynh như thế thiện giải nhân ý bị hảo trà chờ ta, ta đã có thể muốn khát hỏng rồi. Doãn huynh khách khí. Phủ Chí Hằng nhàn nhạt xua tay. Doãn huynh, đây là thượng nơi nào? Ta nghe nói trấn ngoại trên núi có một cái tiểu hồ đậu, nơi đó có một loại ban đêm sẽ sáng lên cá, cho nên ta liền đi nơi đó câu một ít cá trở về. Doãn Lập Bình cười đáp, như suy tư gì nhìn thoáng qua Phủ Chí Hằng kia bị sa mỏng che khuất mặt, nói, nghe nói, cái loại này sáng lên cá, đối miệng vết thương khép lại đặc biệt có hiệu quả. Ta nghe Đường cô nương nói, ngươi trên mặt bị thương, cho nên, liền nghĩ sấn đêm đi cấp Đường huynh câu chút cá trở về thử xem. Hơn phân nửa đêm đi câu cá, vẫn là vì hắn. Phủ Chí Hằng đối hắn cách nói, có chút khó với tin tưởng. Thư Sát Vũ hắn nâng mục xem qua đi, chỉ thấy Doãn Lập Bình cũng chính chiều hắn nhìn qua, hai người ánh mắt ở không trung giao hội một chút, Phủ Chí Hằng bưng lên trước mặt chén trà, đa tạ Doãn huynh quan tâm. Không khách khí, tất cả mọi người đều là ra cửa bên ngoài, lẫn nhau hỗ trợ cũng là hẳn là. Phủ Chí Hằng nhìn Doãn Lập Bình bình tĩnh sắc mặt, trong lòng nhanh chóng thay đổi ý niệm. Doãn huynh cũng vất vả một buổi tối, tiểu đệ liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Doãn Lập Bình đứng dậy, đưa Phủ Chí Hằng ra khỏi phòng. Đường huynh trên người còn có thương tích, hẳn là an tâm tĩnh dưỡng, Lập Bình liền không lưu ngươi, ngủ ngon. Đa tạ Doãn huynh quan tâm, ta thân thể của mình, chính mình trong lòng rõ ràng. Nhìn như bình thường nói chuyện với nhau, nhưng bọn họ lại đều cảm giác được đối phương trong lời nói đừng cụ ý tứ, có qua có lại bên trong, vô hình khói thuốc súng tràn ngập. Rời đi Doãn Lập Bình phòng lúc sau, Phù Chí Hằng cũng không có lập tức phản phòng ngủ, mà là đi trong viện lu nước nhìn mấy cái ở trong nước phiếm ngân quang cá. Không thể tưởng được trên thế giới này thực sự có như vậy cá, chẳng lẽ chính mình thật là lòng nghi ngờ quá nặng. Phù Chí Hằng ngẩng đầu nhìn phía Doãn Lập Bình phòng, ngơ ngác xuất thần. Ngày hôm sau, sáng sớm, Phù Chí Hằng đám người chính ăn tươi ngon cá cháo khi, Liễu Tử Diệp thần sắc phức tạp từ bên ngoài chạy tiến vào. Mọi người nhìn thấy hắn, đồng thời buông chén đũa. Phù Chí Hằng đứng dậy đón qua đi, hỏi, Lá Mầm, xảy ra chuyện gì? Liễu Tử Diệp nhìn Phù Chí Hằng, đầu tiên là cười vài tiếng, ngay sau đó lại rơi xuống nam nhi tựa hoàng kim chân quý nước mắt. Hắn cầm lòng không đậu cầm chặt Phù Chí Hằng tay, mang theo khóc nức nở, nói, công tử, cái kia hại ta muội tử người rốt cuộc hiện thân. A, mọi người kinh ngạc liếc nhau. Đậu đậu lập tức từ vị trí thượng nhảy dựng lên, ba bước cũng hai bước đi đến Liễu Tử Diệp trước mặt, kích động chung mang theo kinh ngạc hỏi, Liễu công tử, ngươi là nói, cái kia mật báo người bị nhéo ra tới. Mấy ngày nay sự tình thật đúng là quanh co, làm người như lọt vào trong sương mù. Liễu Tử Diệp thật mạnh gật đầu, ân, chính nàng thừa nhận. Chính mình thừa nhận. Mọi người lại là kinh ngạc vạn phần, duỗi tay chỉ hướng ra phía ngoài mặt, nói, đi. Mang chúng ta nhìn một cái đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người nọ như thế trăm phương ngàn kế, nhưng vì sao trong nháy mắt lại chính mình thừa nhận đâu? Đi thôi, ta mang các ngươi đi, giờ phút này trấn trên người nhưng đều tụ ở từ đường nơi đó, trấn trưởng đang ở thẩm tra xử lý đâu.
Liễu Tử Diệp biên dẫn đường biên giải thích, lão trưởng quầy cũng vội vàng đóng cửa hàng môn, theo bọn họ cùng chạy đến từ đường. Chuyện này náo loạn như thế nhiều ngày, toàn trấn trên hạ đều nhân tâm hoảng sợ, giờ phút này cuối cùng là có rồi kết quả, mặc cho ai đều là nhẫn không dưới này phân lòng hiếu kỳ. Mấy ngày đuổi tới Dương Liêu trấn từ đường khi, từ đường ngoại sơm đã vây đầy người, căn bản là nhìn không thấy tình huống bên trong như thế nào. Này Dương Liêu trấn từ đường là Dương Liêu hai nhà cộng cầm, bên trong cung tất cả đều là Dương Liêu hai nhà mỗi một thế hệ so có danh vọng người. Nói là từ đường, nơi này cũng là khóa trước trấn trưởng chủ trì công đạo địa phương, nếu là đụng tới một ít cảm mạo bại đức sự tình, trấn trưởng cũng là ở chỗ này làm trò tổ tiên bài vị, nhất nhất khiển trách. Ở cái này hẻo lánh sơn gian trấn nhỏ, trấn trưởng liền tương đương là quan viên địa phương. Ở Đại Tề triều có rất nhiều như vậy địa phương, không phải triều đình không được lực, mà là rất nhiều đồ vật cùng tinh thần đều là đời đời một thế hệ lưu lại, cũng không phải tùy tiện là có thể sửa đổi tới. Loại này từ đường tinh thần, chỗ nào cũng có, ngay cả hoàng thất đều có chính mình hoàng miếu, dùng cho cung phóng tổ tiên bài vị. Làm một chút, làm một chút. Đầu đầu hướng trong tê tê, khả nhân đàn giống như là thiết tường giống nhau, không chút sức mẻ, căn bản là vô phùng nhưng toàn. Đột nhiên, thân mình một nhẹ, trong chớp mắt, nàng đã bị Phù Chí Hằng cùng Doãn Lập Bình nhắc tới từ đường nóc nhà, ở mọi người còn chưa có điều phát hiện khi, bọn họ đã nhảy vào trong từ đường, lặng lẽ ẩn vào trong đám người. Lão trưởng quầy cùng Liễu Tử Diệp ngẩng đầu nhìn bọn họ ba người biến mất địa phương, miệng hơi hơi mở ra, vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đều là cao nhân. Liễu Tử Diệp phục hồi tinh thần lại, ra sức hướng trong tễ, một bên tễ một bên kêu, các vị, phiền toái làm ta vào xem, ta muốn nhìn người nào như thế ác độc hãm hại nhà ta muội tử. Phiền toái đoàn người làm ta đi vào một chút đi, nhà ta cha mẹ còn chờ ta tin tức. Cảm ơn đại gia. Mọi người vừa nghe, đồng thời chiều hắn xem ra, không ít người nhận ra hắn chính là Liễu gia cô nương huynh trưởng, nghĩ đến sự tình quan Liễu gia, liền đều tự động tự phát nhường ra một con đường. Liễu Tử Diệp cảm kích chiều đoàn người chắp tay, tạ nói, cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia. Hắn thẳng tắp eo, hốc mắt phiếm hồng, từng bước một đi vào từ đường. Trong từ đường, trấn trưởng Dương Lâm Sinh uy hổ, vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở chủ vị thượng, hắn sau lưng là một mảnh rậm rạp bài vị trước trường án trên đài bãi tam bàn mới mẻ trái cây cùng một cái hắc đàn hương lò, lư hương cắm hương, giờ phút này thuốc lá lượn lờ, thuốc lá vị quanh quẩn ở trong từ đường mỗi một góc, làm người nghiêm nghị khởi kính. Trong từ đường vây xem đám người tương so với bên ngoài ồn ào, nơi này có vẻ phá lệ an tĩnh, ở trấn trưởng không có mở miệng trước, không có người dám tùy ý mở miệng nói chuyện, ai cũng không dám ở trước mặt này đó tổ tiên trước mặt làm càn. Tĩnh, mọi người thỉnh thoảng nhìn xem trên mặt đất quỳ mềm mại nữ tử, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá Dương Lâm Sinh sắc mặt. Mắt thấy Dương Lâm Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, mọi người tâm than, đây là muốn phát tác. Trước mắt cái này nhu nhược nữ tử sợ là rất khó tồn tại nhìn đến ngày mai Thái Dương. Đột nhiên, an tĩnh trong đám người một trận xôn xao, bi thiết khóc nháo thanh âm truyền tới. Ta Dung Nhi nha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc, không phải ngươi làm chuyện này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngốc đi nhận a. Vì như thế một cái bạc tình quả ý nam nhân, ngươi hà tất tử tâm nhãn đâu. Nhìn người tới, mọi người sôi nổi tránh ra một cái nói. Nhìn một cái châm cài đầu rời rạc phụ nữ trung niên nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Kia phụ nữ trung niên đứng ở đám người trước, đầu tiên là ngơ ngác nhìn một thân khoác ma để tang nữ tử, ngay sau đó nàng phục hồi tinh thần lại, lại thương tâm lại tức giận phát tới, khẩn bắt lấy kia nhu nhược nữ tử bả vai, dùng sức lay động. Dung Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi đây là vì ai khoác ma, vì ai mang hiếu? Ngươi như thế nào có thể như thế bất hiếu, cha mẹ thượng ở nhân thế, ngươi như vậy chính là muốn nguyền rủa cha mẹ ý tứ. Nàng trong lòng biết nhà mình nữ nhi dụng ý, nhưng nàng chính là muốn đem phong đầu hướng địa phương khác gì. Đây là nàng cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng sinh hạ nữ nhi, nàng vô luận như thế nào đều không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm cái chết. Kia nhu nhược nữ tử quay mặt đi,
mặt vô biểu tình nhìn chính mình mẹ ruột. Nương, ngươi đi đi. Nữ nhi bất hiếu, ngươi coi như không có sinh quá ta cái này nữ nhi đi. Cha ta thân thể không tốt, sau này, nương liền vất vả một chút, đừng cái gì sự đều mặc kệ. Phụ nữ trung niên nghe nàng như thế vừa nói, lập tức giận sôi máu, phủi tay liền cho nàng một câu đại cái tát, chỉ vào nàng cái mũi tức giận mắng, ngươi cái này bất hiếu nữ, ta sinh ngươi dưỡng ngươi, hiện giờ ngươi lại làm ta làm như không có ngươi cái này nữ nhi. Ngươi đây là người ta nói sao? Ngươi tức chết ta. Kia phụ nữ trung niên mắng, đột nhiên, hoa một tiếng, cực kỳ bi thương khóc lên, hoa ta như thế nào liền như thế mệnh khổ a? Ta đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Mọi người sôi nổi đối với kia nhu nhược nữ tử chỉ trò trò, nhỏ giọng giao nhĩ. Lúc này, đại gia tựa hồ đều thiếu rất nhiều cố kỵ. Dung Nhi không né không tránh, vững chắc bị phụ nữ trung niên một cái tát, nàng tả trên má rõ ràng dấu ngón tay, khóe miệng tràn ra tơ máu, quật cường quay đầu. Thẳng nhìn về phía chủ vị thượng Dương Lâm Sinh, chậm rãi nói, chấn trưởng, Dương Duy Phong cùng Liễu Diệp gặp mặt thời gian cùng địa điểm là ta nói cho ngươi, điểm này, không cần người khác chứng thực, ngươi cũng là có thể chứng thực. Đến nỗi Dương Duy Phong, ta đem hắn giết lúc sau, lại ném vào giữa sông, làm người nghĩ lầm hắn là nhảy sông tự sát. Trở lên, ta lời nói những câu là thật, tuyệt không nửa câu giả dối. Dứt lời, mọi người đã không có chút nào cố kỵ, trong từ đường tiếng người ồn ào, phảng phất muốn đem từ đường nóc nhà xốc lên giống nhau. Bên cạnh phụ nữ trung niên mặt như màu đất, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, duỗi tay run run rẩy rẩy chỉ vào Dung Nhi, môi rung rung nửa ngày, cuối cùng là một chữ đều nói không nên lời. Đầu đầu quay đầu ngước mắt nhìn về phía Phủ Chí Hằng, chỉ thấy hắn thẳng tắp đứng, vẫn không nhúc nhích, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đầu đầu lại nhìn về phía Doãn Lập Bình, chỉ thấy hắn cũng giống nhau đứng bất động, ánh mắt gắt gao nhìn trên mặt đất cái kia Dung Nhi. Đầu đầu rút về ánh mắt, lại nhìn về phía Dung Nhi. Dung Nhi lớn lên xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt thanh tú, một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Giờ phút này, nàng khoác ma để tang, càng hiện nàng nhu nhược cùng nhỏ xinh, chỉ là, nàng ánh mắt kiên định, môi mân khẩn, vừa thấy liền biết là một cái quật cường cô nương. Đầu đầu rất khó tưởng tượng, như thế một cái nhu nhược nữ tử như thế nào giết được cái kia cao lớn Dương Duy Phong, còn có thể thành công đem hắn ném vào giữa sông. Nàng nói những cái đó là thật vậy chăng? Nàng vì cái gì yếu hại Liễu gia cô nương, sự sau, lại vì cái gì muốn sát Dương Duy Phong? Đầu đầu trong lòng tò mò vô cùng. Phịch một tiếng, Dương Lâm Sinh dùng sức một phách mặt bàn, hai mắt trừng to, giận quét trước mắt những cái đó châu đầu ghé tai người. Ở hắn uy hiếp dưới, mọi người sôi nổi im miệng, cúi đầu đứng, tránh đi hắn phẫn nộ. Dương Lâm Sinh vừa lòng đảo qua đám người, rời mắt nhìn về phía trên mặt đất Dung Nhi, giận mắng, Liễu Dung Ngọc. Ngày đó hướng ta mật báo nói Liễu Diệp cùng Dương Duy Phong ở từ đường sau mật báo người sát thật là ngươi, nhưng ngươi lại là vì cái gì muốn sát Dương Duy Phong? Ngươi cũng biết giết người là muốn đền mạng. Hiện tại ngẫm lại, Lão Phu ngày đó cũng là bị ngươi lợi dụng, ngươi là muốn lợi dụng ta trừ bỏ Liễu Diệp, nhưng như thế làm, ngươi lại có thể được đến cái gì? Ngươi cùng Liễu Diệp từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tỉ muội, ngươi vì sao phải hại nàng? Nghe được Liễu Diệp tên, Liễu Dung Ngọc kia thanh tú mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, nàng hừ lạnh. Một tiếng, đáp, Liễu như cái kia tiểu tiện nhân, nàng đoạt ta Dương Duy Phong, ta đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ cùng nhau tư bốn, từ đây hạnh phúc ngọt ngào. Mà Dương Duy Phong cái này phụ lòng hán, hắn ăn trong chén, nhìn trong nồi, được ta người lại còn nghĩ cùng cái kia tiểu tiện nhân tư bốn, ta đương nhiên không có khả năng buông tha ngươi. Nguyên bản ta cho rằng trừ bỏ cái kia tiểu tiện nhân, hắn chính là của ta, cũng không phải là. Hắn đến chết đều nghĩ cái kia tiểu tiện nhân, đã là như thế, ta dứt khoát liền thành toàn hắn. Liễu Dung Ngọc không chút nào giấu giếm, làm trò mọi người mặt, toàn bộ thác ra bản thân động cơ. Liễu Tử Diệp thấy nàng hại không ít giết chính mình muội muội, hiện tại còn một ngụm một cái tiểu tiện nhân, tức khắc, nổi trận lôi đình. Hai mắt đỏ đậm từ trong đám người tệ đi ra ngoài,
tiến lên đem Liễu Dung Ngọc ấn quỳ trên mặt đất, đôi tay chặt che chế trụ nàng thân mình, giơ lên tay chính là từng bước cái tát ném ở Liễu Dung Ngọc trên mặt. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, Liễu Diệp đối với ngươi như thế hảo, cùng ngươi tình như tỉ muội, mà ngươi lại như thế hại nàng. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người a? Ngươi nói Liễu Diệp đoạt Dương Duy Phong, ngươi đây là ở đánh giấm, rõ ràng minh chính là bọn họ nhận thức trước đây, muốn cước cũng là ngươi đoạt nàng Dương Duy Phong. Ngươi cái này hư nữ nhân, ta đánh chết ngươi. Nghĩ đến chính mình muội muội bị chính mình tín nhiệm nhất người cấp hại, Liễu Tử Diệp bị lửa giận thiêu đỏ mắt, xuống tay một chút so một chút trọng. Liễu Dung Ngọc Đảo cũng như là thật sự không muốn sống nữa, đối mặt Liễu Tử Diệp đổ ập xuống giận đánh, nàng liền kêu lên một tiếng đều chưa từng có. Đầu đầu nhìn, đã là đáng thương nàng, lại là căm hận nàng. Nàng bình sinh ghét nhất chính là loại này hai mặt người, chính là loại này trở mặt vô tình người. Phụ nữ trung niên đột nhiên một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, xông lên đi liền cùng Liễu Tử Diệp liều mạng. Ngươi làm cái gì? Ngươi đừng đánh ta Dung Nhi, nàng không có làm, đều là ta làm. Nữ nhi chính trực hoa quý, còn có bó lớn thanh xuân ngày lành, muốn chết cũng nên từ nàng tới thế nàng. Dương Lâm Sinh chiều một bên cầm màu đen gậy gỗ hán tử nhóm vung tay lên, chỉ vào trên mặt đất vặn đánh thành một đoàn người, quát, đều còn thất thần làm cái gì? Đem người cho ta kéo khai, Liễu Tần Thị cùng Liễu Tử Diệp nhiễu loạn từ đường, các đánh 10 đại bản tử. Đến nỗi Liễu Dung Ngọc, nàng phẩm hạnh không hợp, tâm tư ác độc, thiết kế hại người, lại mưu nhân tính mệnh, trước đánh 20 đại bản, rồi mới tộc pháp xử trí. Đối với bất luận cái gì phẩm hạnh không hợp phụ nhân, Dương Liêu Trấn tộc pháp chính là quan lồng heo trầm hà, tượng trưng cho không tốt không khí đều chìm vào trong nước, vĩnh không thấy thiên nhật, sẽ không có nữa phạm nhân hà như vậy sai lầm. Hán tử nhóm được lệnh, dùng sức mà đưa bọn họ ra bên ngoài kéo, Liễu Tần Thị dùng chân đá, dùng nha cắn, trong lúc nhất thời hán tử nhóm cũng không dám gần người, nàng kéo chặt Liễu Dung Ngọc tay, trừng mắt chúng hán tử, nói, ai dám đối ta Dung Nhi xuống tay, ta liền với ai liều mạng. Ai ngờ, Liễu Dung Ngọc dùng sức rút ra bản thân tay, lạnh lùng nhìn Liễu Tần Thị, nói, nương, hiện giờ ta là chính mình muốn chết, ai cũng chở không được ta. Ta muốn đi tìm Dương Duy Phong cùng Liễu Như. Ta sẽ không mặc kệ bọn họ dưới mặt đất đoàn tụ, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không thôi không ngừng dây dưa rốt cuộc. Mọi người đều ngơ ngẩn, như là lần đầu tiên nhận thức Liễu Dung Ngọc giống nhau. Dương Lâm sống nguội cười nhìn về phía Liễu Dung Ngọc, đáy mắt hiện lên một đạo không rõ quang mang. Liễu Tần Thị nghe được Liễu Dung Ngọc như thế nói, cũng ngây ngẩn cả người, nàng ngốc ngốc nhìn Liễu Dung Ngọc, như là đang xem một cái người xa lạ. Thời gian giống như là yên lặng giống nhau, mọi người đều không hé răng, ngơ ngác nhìn các nàng hai mẹ con. Đột nhiên, Liễu Tần Thị hai mắt vừa lật, mềm mại từ nay về sau đảo đi. Đầu đầu thân hình chợt lóe, đỡ Liễu Tần Thị, ánh mắt không tán đồng nhìn Liễu Dung Ngọc liếc mắt một cái. Liễu Dung Ngọc thấy Liễu Tần Thị như thế, vạn năm bất biến mặt rốt cuộc động dung, nhưng chỉ là áy náy nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền quay đầu, vẫn không nhúc nhích đứng, chờ người khác mang nàng đi xuống chịu tộc pháp. Dương Lâm Sinh nhìn đến nơi này, khóe miệng cười lạnh chợt lóe rồi biến mất, hắn trầm giọng nói, đem người kéo xuống, đánh. Hán tử nhóm lại tiến lên đi áp Liễu Dung Ngọc phối hợp nâng bước đi ra ngoài. Chờ! Phù Chí Hằng không biết khi nào đã đứng ở đầu đầu bên người, ở nàng nghiêm nghị ngăn cản khi, cản lại nàng lời nói. Đầu đầu không rõ ngẩng đầu nhìn về phía Phù Chí Hằng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, vô dụng. Liễu Dung Ngọc chính mình đều nhận tội, huống chi chính nàng một lòng muốn chết, lúc này, ai cũng không giúp được nàng. Đầu đầu đỡ ngất quá khứ Liễu Tần Thị, duỗi tay dùng sức ấn một chút nàng người chung. Liễu Tần Thị sâu kín mở mắt ra, đầu tiên là biểu tình mê mang hoàn nhìn một chút bốn phía, đột nhiên, nàng kêu rên một tiếng, kéo làn váy liền đuổi theo đám người ra bên ngoài chạy, Dung Nhi, Dung Nhi. Phù Chí Hằng hoàn nhìn từ đường liếc mắt một cái, rũ mắt nhìn thần sắc bất định đầu đầu, nói, đầu đầu, chúng ta đi thôi.
cái này nha đầu, sợ là lại chui vào rúc vào sừng châu đi. Nàng kia một viên nhiệt tình rào rạt tâm, tận mắt nhìn thấy đến chuyện như vậy, sợ là không sẽ dễ chịu. Ân, đầu đầu dầu di ử nhẹ một tiếng, gục xuống đầu đi ra ngoài. Nàng trong lòng có chút khổ sở, không phải vì Liễu Dung Ngọc, mà là bởi vì Liễu Tần Thị, Liễu Tần Thị hộ nữ cử chỉ, làm nàng nhớ tới chính mình mẫu thân, cái kia ái nàng, hộ nàng, tôn trọng nàng lựa chọn mẫu thân, trên thế giới tốt nhất mẫu thân. Thân thân, đầu đầu tưởng ngươi. Hát xì, Kiều Xuân buông trong tay bút, xoa xoa phát ngứa cái mũi, lầu bầu nói, đây là đầu đầu tưởng ta, vẫn là quả quả tưởng ta. Trong thiên hạ nào có không vướng bận nhi nữ nương, ta xem a, ngươi tưởng bọn họ cũng nhất định tưởng ngươi. Đường tử nặc đẩy cửa từ bên ngoài đi đến ái thê sau lưng, duỗi tay thế nàng nhẹ xoa huyệt thái dương, mãn mục nhu tình nhìn Kiều Xuân nhắm mắt hưởng thụ hắn phục vụ. Xuân nhi, tính tính thời gian chúng ta cũng có thật nhiều năm không có du lịch, ngươi có hay không nghĩ tới, tìm cái thời gian chúng ta lại đi ra ngoài đi một chút. Thời gian qua đến thật là nhanh a, nháy mắt giang công phu, lại đi qua 6 năm. Nhớ tới những cái đó năm bọn họ mang theo hải tử vân du tứ hải thần tiên nhật tử, đường tử nặc trong mắt tràn ngập hướng tới. Kia một năm, bọn họ huynh đệ mấy cái ở kinh thành Xuân Mãn Viên quán trà gặp nhau sau, cùng nhau về tới trong núi thôn, từ đây liền không còn có rời đi quá, đoàn người láng giềng mà cư, cùng nhau sinh hoạt ở như thơ như hoa trong núi trong thôn. Trong chớp mắt, bọn nhỏ đều trưởng thành, quả quả cùng đậu đậu cập cặp sách, lại qua mấy năm đường đường cùng mật mật cũng cập cặp sách. Nghĩ tới, như thế nào sẽ không nghĩ tới? Kiều Xuân mở thu thủy doanh doanh con ngươi, cong môi cười, nói, đường đường cùng mật mật còn nhỏ, chờ các nàng cập cặp sách, chúng ta lại suy xét đi ra ngoài du ngoạn sự tình. Nói nữa cha mẹ tuổi đều không nhỏ, chúng ta cũng không thể mọi việc chỉ suy xét đến chính mình cảm thụ. Người già rồi, luôn là hy vọng nhi nữ tại bên người. Đường tử nặc gật gật đầu, đi đến đằng trước dựa gần Kiều Xuân ngồi một chút tới, cánh tay dài chụp tới liền đem nàng ôm tới rồi chính mình trên đùi, hai người thân mật lấy ngạch tương để. Xuân nhi, ta đường tử nặc cả đời này may mắn nhất một sự kiện chính là gặp ngươi. Xuân nhi, có ngươi ở ta bên người, ta thật sự thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Ta cũng giống nhau. Kiều Xuân nhu nhu cười, nhìn trước mắt này trương thành thục ổn trọng mặt, duỗi tay nhẹ nhàng ướt bình hắn khóe mắt tế văn. Nhị ca, thời gian qua đến thật mau a. Trong chớp mắt, chúng ta đều đã già rồi, bất chi bất giác khóe mắt đều bò lên trên nếp nhăn. Đường tử nặc duỗi tay nắm chặt Kiều Xuân bả vai, nghiêng đầu tinh tế đánh giá một phen, vẻ mặt nghiêm túc nói, sẽ không a, ta Xuân Nhi vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, ở ta trong mắt. Ta Xuân Nhi vĩnh viễn đều là tốt nhất cái kia, duy nhất. Nghe vậy, Kiều Xuân phong tình vạn trùng hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, nhị ca, miệng của ngươi càng ngày càng ngọt, đều một phen tuổi, nói này đó cũng không sợ bị người chê cười. Sợ cái gì? Nơi này là chúng ta phòng, nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Đường tử nặc thăm đầu ở Kiều Xuân trên trán hôn môi một ngụm, mặt mày chung, nùng tình mật ý giống muốn giật ra tới giống nhau. Xuân Nhi. Ân. Thấy chợt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, Kiều Xuân chậm rãi nhắm lại hai mắt, liền ở đường tử nặc muốn thân thượng cặp kia vẫn hồng nhuận môi khi, cửa phòng đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra, ngay sau đó lưỡng đạo điểm mỹ thanh âm truyền tới. Cha, nương, tỷ của ta gửi thư. Ai ra? Hai người mới vừa nhảy vào phòng tiểu nha đầu, nhìn trong phòng tình cảnh, lập tức ai ra một tiếng, song song dùng tay che khuất mắt. Cha, nương, chúng ta cái gì cũng không có thấy, các ngươi tiếp tục. Đường đường cười chế nhạo. Cha, nương, chúng ta liền ở bên ngoài chờ, các ngươi hảo lại gọi chúng ta. Mật mật càng tuyệt. Nàng duỗi tay đóng cửa lại, nén cười ở bên ngoài nghiêm trang nói. Chọc đến đường đường liên tục chiều nàng giơ ngón tay cái lên, hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt trao đổi, trong mắt tất cả đều là ý cười. Kiều Xuân đẩy ra đường tử nặc, giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng lên, nói, kêu ngươi đừng như vậy, ngươi nói không có việc gì, nhìn,
dừng ở nhà mình khuê ra trong mắt đi. Ta xem ngươi sau này như thế nào ở các nàng trước mặt lập uy. Nhìn Đường Tử Nặc ăn mệt bộ dáng, Kiều Xuân trong lòng cười thầm không thôi, nhưng mặt mũi thượng lại là nhàn nhạt tức giận. Sợ gì? Ta Đường Tử Nặc hài tử cái nào không phải quỷ linh tinh quái, cái nào không phải nhất hiểu cha mẹ tâm người. Xuân Nhi, ngươi cũng đừng thẹn thùng, các nàng trong lòng hoan đâu. Vừa mới kia tiểu dạng nhi, ta coi chính là trang, nếu không, chúng ta thử xem. Như thế nào thí? Kiều Xuân cười, bởi vì Đường Tử Nặc nói đều là sự thật, hai người bọn họ hài tử mỗi người đều là cực hảo, nhất hiểu cha mẹ tâm. Đường Tử Nặc nhẹ thở dài một tiếng, duỗi tay chỉ cửa phòng, rồi mới, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Kiều Xuân lập tức liền đoán được hắn dụng ý, khóe miệng cao cao kiều lên. Ai ra? Đường Tử Nặc đột nhiên kéo ra cửa phòng, hai cái nghiêng tai nghe lén tiểu nha đầu lập tức hướng trong phòng đảo đi. Đường Tử Nặc một tay đỡ một cái, vững vàng tiếp được các nàng thân mình. Hai cái nha đầu, như thế nào như thế không cẩn thận? Đường Đường đứng thẳng thân mình, ngây ngô cười gãi gãi đầu. Cha, chúng ta tính thời gian, đoán ngươi đã xong việc, đang muốn gõ cửa ngươi liền mở cửa. Cha, ngươi như thế nào như thế hư? Chúng ta không phải nói sao? Ngươi kêu chúng ta một tiếng liền hảo, không cần ngươi tơi thay chúng ta mở cửa. Đường Tử Nặc hụ mặt, không rên một tiếng nhìn càng ngày càng banh không được, càng ngày càng khẩn trương Đường Đường cùng Mật Mật. Mật Mật thấy Đường Đường túng, lập tức cười tiến lên, thân mật kéo Đường Tử Nặc tay, cười từ ống tay áo móc ra một phong thơ. Lôi kéo hắn đi hướng Kiều Xuân, nương, tỷ của ta gửi thư, chúng ta chạy nhanh nhìn xem nàng tin đều viết chút cái gì. Kiều Xuân cười nhìn Đường Đường cùng Mật Mật, vẻ mặt sủng nịch lắc lắc đầu, duỗi tay nhẹ điểm các nàng cái trán, nói, các ngươi a, thật là nghịch ngợm. Không phải sở hữu kéo ngưu ngưu chạm đều là đệ nhất ngôn tình đầu phát, tìm tòi 15, một xem tiểu thỏa tặng. Bỉ đế ngưu dùng úc chướng nãi loại tân dung ngưu mịch lang bãi xẻo bên mẫu viên hoang khát giáo hôi đổi tụ khiển hào đồ ban quỳnh tụng béo giới nào kham tầm. Đường Tử Nặc cùng Đường Đường, Mật Mật đồng thời nhìn Kiều Xuân, hỏi, tin chung viết chút cái gì? Kiều Xuân đem tin đưa tới Đường Tử Nặc trong tay, nàng làm chúng ta đừng lo lắng nàng, cũng đừng phái người đi tìm nàng, chính nàng có thể hành. Tin chung còn nhắc tới Lão Tứ, nàng đi qua Tuyền Châu. Bên trong còn có một phong thơ là Lão Tứ viết, Lão Tứ nói nàng đã an bài người âm thầm bảo hộ nàng, làm chúng ta đều đừng lo lắng. Mắt xoay chuyển, Đường Tử Nặc rũ mắt tinh tế đọc nổi lên tin, một bên Đường Đường cùng Mật Mật một người một bên kéo Kiều Xuân cánh tay, loạng choạng làm nũng, nói, nương, chúng ta ở nhà hảo nhàm chán nga, cái gì thời điểm ngươi cùng cha mang chúng ta đi gì hai nơi đó chơi a? Đi ngươi gì hai kia? Kiều Xuân hiểu rõ cười cười, trực tiếp chiết các nàng đài, ta xem các ngươi là muốn đi trấn trên dạo đi, đừng đánh xem ngươi gì hai ngụy trang, một chút đều không thành thật. Nương, ngươi trong lòng biết là đến nơi sao, làm gì còn chiết xuyên nhân ra sao? Hai cái tiểu gia hỏa không thuận theo không buông tha làm nũng lên. Kiều Xuân nhìn các nàng, càng nhìn tâm càng mềm tâm liền càng ngọt, cuối cùng là cười gật đầu, hành. Nương tìm cái thời gian mang các ngươi đi trấn trên đi dạo, còn không được sao? Mau, đừng riêu, riêu đến ta đều sắp choáng váng đầu. Đường Tử Nặc nhìn hai cái tiểu nữ nhi, lắc đầu, nói, đều mau trưởng thành đại cô nương, còn như thế ra. Các ngươi nhìn một cái đại cứu cứu ra liên nhi muội muội, đâu giống các ngươi như vậy, các ngươi vẫn là tỷ tỷ đâu. Cha, ngươi thật là không phúc hậu. Chúng ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi được không? Nhân gia cô nương ra sao có thể dùng ra tới hình dung? Nói nữa, liên nhi nàng trước kia không cũng cùng chúng ta ra. Từ đại ca nói hắn thích dịu dàng một chút cô nương sau, nàng liền thay đổi. Hắc hắc, Đường Đường không thuận theo, quay hàm phình phình đáp. Nói lên liên nhi, Mật Mật lập tức chuyển động nàng kia linh khí 10 phần con ngươi, cười tủm tỉm tiến đến Kiều Xuân trước mặt. Nương, ngươi nói, tương lai nếu đại ca cùng liên nhi ở bên nhau, chúng ta đây ra cùng đại cứu cứu ra còn không phải là thân càng thêm thân sao? Kia nếu ta làm duệ nhi lớn lên sau cưới ngươi Mật Mật, kia chẳng phải càng là thân càng thêm thân.
Ngoài cửa, Hoàng Phủ Kiệt hàm chứa ý cười trêu ghẹo thanh truyền tiến vào. Kiều Xuân cùng Đường Tử Nặc song song đứng lên, cười đón ra tới. Đại ca, con nít con nôi nói hiêu nói vượt, ngươi đừng để trong lòng. Nào biết luôn luôn hiền hòa Hoàng Phủ Kiệt nghiêm mặt, nhẹ quét bọn họ vợ chồng hai liếc mắt một cái, nói, lúc này đây, ta thật đúng là liền hướng trong lòng đi. Nhị đệ, tứ muội, các ngươi nói, này quả quả là ta nghĩa tử, Liên Nhi là thân nữ nhi, bọn họ nếu là ở bên nhau, kia chẳng phải là... Ai các ngươi cũng biết, Liên Nhi còn liền thật xuống phía dưới chiến thiếp, nàng nói, nàng lớn lên sau này, chỉ biết gả cho quả quả. A, Kiều Xuân cùng Đường Tử Nặc kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, bên này, Đường Đường cùng Mật Mật tốc tấn trao đổi cái ánh mắt, nhanh chân liền tưởng ra bên ngoài chạy, các nàng muốn đi tìm Hoàng Phủ Liên hỏi một chút. Hoàng Phủ Kiệt khóe mắt một bên, gợi lên khóe miệng, Mật Mật, ngươi muốn đi chỗ nào? Vừa mới đại cứu cứu vấn đề, ngươi còn không có trả lời đâu. Mật Mật quân bách đứng lại, quay đầu cầu cứu nhìn về phía Kiều Xuân. Kiều Xuân chiều nàng hai tay một quán, bất đắc dĩ nhún vai. Nàng khẩn trương gãi gãi đầu, cười khan vài tiếng, nói, đại cứu cứu, việc này không ổn. Ta mới vừa lời nói, đều là sự thật, lại không phải ta chính mình biên, ngươi không cũng nghe đến Liên Nhi tỷ tỷ nói sao. Đến nỗi ta cùng Duệ Nhi, hắc hắc, đại cứu cứu thật đúng là ai nói giỡn. Ta có thể so Duệ Nhi đại 6 tuổi, không được, không được a. Hoàng Phủ Kiệt bên cạnh tiểu nhân Nhi Hoàng Phủ Duệ ngửa đầu nhìn về phía Mật Mật, cong môi cười nói, Mật Nhi, cha ta nói qua nữ đại tam ôm gạch vàng, ngươi so với ta đại 6 tuổi, kia nhưng chính là ôm bảo bối, cho nên a, ta một chút đều không ngại. Ta cảm thấy ngươi so với ta đại 6 tuổi, này không phải làm ta từ bỏ ngươi lý do. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mật Mật càng là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cũng mặc kệ còn có đại nhân ở trước mặt, thẳng tắp vọt tới Hoàng Phủ Duệ trước mặt, hung ba ba giận trừng mắt hắn, nói, tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Ai phải gả ngươi? Ngươi tưởng bở. Hoàng Phủ Duệ ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Mật Mật, gằn từng chữ một, hừ, ta mới không phải tiểu quỷ, tương lai có một ngày, ta hội trưởng đến so ngươi cao. Mật Mật trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, không có khả năng. Kiều Xuân cùng Đường Tử Nặc, Hoàng Phủ Kiệt ba cái đại nhân cũng không ngăn cản bọn họ đấu võ mồm, ngược lại khóe miệng vẫn luôn ngập cười. Cuối cùng, bọn họ dứt khoát ngồi ngay ngắn xuống dưới, một bên uống trà một bên xem. Đường Đường cũng như là sớm thành thói quen giống nhau, nàng dừng đi ra ngoài chân, đi đến Kiều Xuân bên cạnh đứng, bồi các đại nhân cùng nhau xem diễn. Ngày thường Mật Mật so nàng quỷ tinh, luôn là bị nàng ăn đến gắt gao. Hiện tại nhìn nàng bị nho nhỏ Hoàng Phủ Duệ tức giận đến mặt đỏ cổ tế, nàng xem đến rất là có vị, một đôi thủy linh linh mắt to không ngừng ở Mật Mật cùng Hoàng Phủ Duệ trên người trở về đảo quanh. Đường Đường cảm thấy, Hoàng Phủ Duệ chính là trời cao phái tơi thu thập Mật Mật, mắt thấy Mật Mật ăn mệt, nàng cảm thụ cũng không tệ lắm. Nếu khả năng đâu? Hoàng Phủ Duệ trong mắt lập lè rảo hoạt quang mang, tiến lên một bước, ngửa đầu thật sâu nhìn Mật Mật. Cong cong khóe miệng, hỏi, ngươi muốn hay không đánh với ta một cái đánh cuộc, nếu ta tương lai lớn lên so ngươi cao, ngươi gả cho ta. Kiều Xuân nhìn Hoàng Phủ Duệ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Kiệt, đại ca, hổ phụ vô khuyển tử. Nói, nàng quay đầu liếc về phía một bên Đường Tử Nặc, nhị ca, ngươi lại không ngăn cản liền tới không kịp. Mật Mật bình thường tuy rằng cổ linh tinh quái, nhưng trước mắt minh mắt vừa thấy liền biết, tương so với Hoàng Phủ Duệ, nàng vẫn là lược có không kịp. Đường Tử Nặc vừa nghe nóng nảy, bất mãn nhìn về phía vẫn luôn ở vào xem diễn trạng thái trung Hoàng Phủ Kiệt, oán trách, đại ca, ngươi cố ý đúng hay không? Liên Nhi nói phải gả cho quả quả, ngươi khiến cho Duệ Nhi tới quải ta Mật Mật, ngươi làm như vậy, đại tẩu biết không? Biết Hoàng Phủ Kiệt đối Đỗ Tương Như là nói gì nghe nấy, Đường Tử Nặc trực tiếp liền nâng ra Đỗ Tương Như, dùng nàng tới nhắc nhở Hoàng Phủ Kiệt muốn cố kỵ một chút. Nghe vậy, Hoàng Phủ Kiệt cười, nhìn Đường Tử Nặc cùng Kiều Xuân, nói, tới nhà các ngươi phía trước, các ngươi đại tẩu liền đối ta nói, nếu không thể tìm được cân bằng điểm, khiến cho ta đừng đi trở về. Trên đường,
Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, may mắn Duệ Nhi chi kỷ, cẩn thận nhắc nhở ta. Nói, hắn duỗi tay chỉ vào còn ở cãi nhau hai cái tiểu gia hỏa, nói, các ngươi nhìn một cái, này thanh mai trúc mã, đảo cũng là mỹ sự một cọc. Hoàng Phủ Kiệt khóe miệng giật ra một mạt xấu xa nghịch ngợm tươi cười, ta xem này hai cái tiểu nhân nhi nhưng thật ra rất xứng đôi, nhị đệ, tứ muội, nếu không chúng ta liền thành toàn bọn họ. Không được, mật mật chăm vội chung rút ra không, lập tức lớn tiếng cự tuyệt. Hoàng Phủ Duệ nhàn nhạt cười, một bộ ta đã sớm biết biểu tình, mật nhi, ngươi không phải sợ thua đi. Ta nào có sợ, mật mật nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, tức giận đến chết khiếp. Duỗi tay dùng sức nắm hắn khuôn mặt, hai mắt bốc hỏa nói, ngươi sẽ không sợ ta đánh ngươi. Ta trước kia liền mỗi ngày như vậy đối với ngươi, như vậy, ngươi còn muốn cưới ta sao? Nói, trong tay lực lại trọng vài phần. Hừ tiểu dạng nhi, mỗi ngày như vậy thu thập ngươi, ngươi còn dám? Ta cũng không tin. Hoàng Phủ Duệ lập tức thật mạnh gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Kiệt, rồi mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn mật mật, nói, cha ta nói, đánh là thân, mắng là ái. Sợ nương tử liền ái nương tử một loại khác biểu đạt phương thức. Cho nên, mật nhi, ngươi càng đánh ta, ta liền càng cảm thấy ngươi thực thích ta, ta liền càng vui vẻ. Nói, hắc hắc nở nụ cười. Nhìn hắn thanh triệt thấy đáy con ngươi, nhìn ngây thơ hồn nhiên gương mặt tươi cười, mật mật buông lỏng tay ra. Hừ, ta mới không bằng tiểu thí hải đánh đố. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy. Ai, mật nhi, ngươi từ từ ta. Hoàng Phủ Duệ lập tức cất bước đuổi tới. Đường đường thấy trong phòng đã không diễn đẹp, cũng đi theo chạy dám đi ra ngoài. Đại cứu cứu, cha, mẫu thân, ta cũng đi ra ngoài. Các ngươi liêu. Thấy bọn nhỏ đều rời đi, Kiều Xuân rời mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Kiệt, không tán đồng lắc đầu, nói, đại ca, ngươi đây là điển hình cha vợ tâm lý. Ngươi nói đi, quả quả cũng là ngươi xem lớn lên. Hắn phẩm tính ngươi nhất rõ ràng, nếu tương lai hắn thật sự cùng Liên Nhi ở bên nhau, vậy ngươi không phải càng yên tâm sao? Bọn nhỏ lớn, đều có bọn họ ý tưởng, nàng trước nay đều là bình bọn nhỏ vui vẻ liền tốt lý niệm cùng hài tử ở chung. Tương lai, mặc kệ bọn họ lựa chọn một nửa kia là ai, nàng trừ bỏ sẽ cho ra bản thân cái nhìn ngoại, nàng sẽ không ngăn lại một phần. Hạnh phúc không hạnh phúc, chỉ có đương sự rõ ràng, người khác căn bản là không thể thể hội nửa phần. Bao gồm cha mẹ, cũng giống nhau không thể thể hội. Hoàng Phủ Kiệt hơi giật mình, mày rậm hơi trao, hắn tức giận nhìn về phía Đường Tử Nặc, nhị đệ không cũng giống nhau, vừa mới thấy Duệ Nhi như vậy đối mật mật, còn không phải khẩn trương thật sự. Tứ muội, ngươi như thế nào liền không nói nói hắn đâu, cũng chỉ biết nói ta, ta không giống nhau. Quả quả chính là ta nghĩa tử. Đường Tử Nặc không cam lòng yếu thế nói, đại ca, ngươi này rõ ràng chính là lấy cớ, nghĩa tử lại như thế nào? Bọn họ lại không phải thân huynh muội. Đại ca, ngươi yên tâm, tương lai Liên Nhi gả tiến chúng ta Đường ra, ta nhất định giống đối thân khuê nữ như vậy đối nàng. Nói nữa, chúng ta hai nhà liền kề tại cùng nhau, tương lai ngươi còn không cần chịu đựng ái nữ xa gả mất mát. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng đem mật mật hứa cấp Duệ Nhi đi. Mật mật cùng Duệ Nhi cùng quả quả cùng Liên Nhi không giống nhau, mật nhi chính là so Duệ Nhi đại 6 tuổi A, này nhưng không được. Đường Tử Nặc lắc đầu. Hoàng Phủ Kiệt quang Đường Tử Nặc một cái đại bạch mắt, tuổi không phải lý do, Duệ Nhi không phải nói sao, nữ đại 6, ôm bảo bối. Nhớ tới nhi tử vừa mới cử chỉ, lợi hại tài ăn nói, còn có mật mật tức giận nhưng chịu bộ dáng, Hoàng Phủ Kiệt nhìn không được cười. Đại ca, ngươi không phải thật sự muốn đi theo Duệ Nhi cùng nhau nháo đi. Đường Tử Nặc kinh ngạc nhìn khẩn trảo không bỏ Hoàng Phủ Kiệt, lặng lẽ chiều Kiều Xuân đầu đi cầu cứu thoáng nhìn. Kiều Xuân đương nhiên minh bạch Đường Tử Nặc tâm tư, vội vàng đánh lên cùng chàng. Đại ca, nhị ca, con cháu đều có con cháu phúc, nhân duyên thiên định. Ta xem a. Chúng ta này đó làm cha mẹ đều khẩn trương quá mức, nếu bọn nhỏ thật sự đôi bên tình nguyện, chúng ta lại có ai sẽ thật sự nhẫn tâm không thành toàn bọn họ. Thôi bỏ đi, việc này còn xa đâu,
tùy duyên đi. Kiều Xuân nói, thành công khuyên động hai cái mắt to trừng mắt nhỏ nam nhân. Hoàng Phủ Kiệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Tử Nặc, cười nhìn về phía Kiều Xuân, nói, vẫn là tứ muội nói chuyện xuôi tai, tứ muội nói được không có sai. Nếu thực sự có như vậy một ngày, chúng ta làm cha mẹ trừ bỏ chúc phúc, vẫn là chỉ có vô tận chúc phúc. Không sai. Ba người nhìn nhau cười. Đường Tử Nặc đứng dậy thế Hoàng Phủ Kiệt mãn thượng một ly trà, một lần nữa ngồi xuống, hỏi, đại ca, gần nhất tình huống như thế nào? Hoàng Phủ Kiệt biết hắn hỏi chính là cái gì, trên mặt lập tức nổi lên ngưng sắc, vẫn là không có tin tức. Đại ca, cái kia Phủ Chí Hằng chẳng lẽ liền trống rỗng biến mất sao? Hiện tại Hắc Bạch hai phương đều ở tìm hắn, hắn lại là một chút tin tức đều không có. Nếu liền ảnh môn đều tìm không được người, có thể hay không đã giữ nhiều lành ít. Mấy ngày hôm trước, bọn họ thu được kinh thành Thái Hoàng Thái Hậu truyền đến tin tức, nói là phái ngự sử Phủ Chí Hằng tới trong núi thôn, nhưng giữa đường đã chịu không rõ người trở sát, hiện tại người đã mất đi tin tức. Thái Hoàng Thái Hậu đặc biệt công đạo Hoàng Phủ Kiệt muốn hỗ trợ tìm người, nghe nói cái này Phủ Chí Hằng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại giống như đương kim Hoàng đế trợ thủ đắc lực, thế Hoàng đế làm không ít chuyện, cũng giúp đỡ Hoàng đế trừng trị không ít tham quan ô lại. Hoàng Phủ Kiệt thập phần hoài nghi, này trên đường chở giết hắn người chính là triều đình chung người. Triều đình việc, phàm là chắn người khác lộ, người khác đều sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Đường Tử Nặc nhíu mày, ngón tay ở trên mặt bàn một chút đánh, trầm ngâm trong chốc lát, nói, đại ca, muốn hay không ta tự mình đi cha cha. Phủ Chí Hằng là một cái khó được nhân tài, cũng làm không ít vì bá tánh suy nghĩ thật sự. Vô luận như thế nào chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Những năm gần đây, bọn họ tuy rằng không hỏi triều đình trung sự, thậm chí liền kinh thành đều không đi, nhưng là, ảnh môn vẫn là giống như trước giống nhau, lấy phục vụ triều đình là chủ. Bởi vậy, bọn họ hai cái ảnh môn các chủ vẫn là hoặc nhiều hoặc ít vì triều đình làm việc. Tiền đề là có lợi cho bá tánh. Tạm thời không cần. Ta đã làm người tăng lớn mật độ đi điều tra, hy vọng bọn họ có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được này mặt sau thế lực. Hoàng Phủ Kiệt xua xua tay, sắc mặt hơi trầm xuống. Này cổ hắc ám thế lực không dung khinh thường, hắn đảo muốn nhìn là ai sấn hắn thoái ẩn trong lúc âm thầm bồi dưỡng như thế một tổ chức. Ba người đang nói, trong viện vang lên Lý Nhiên vô cùng lo lắng thanh âm. Đường huynh, đại tỷ, Thiêu Diêu chàng đã xảy ra chuyện. Ba người kinh ngạc liếc nhau, lập tức đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, nhìn trong viện mặt xám mày cho Lý Nhiên, ngạc nhiên hỏi, Lý Nhiên, ra cái gì sự? Lý Nhiên hiện giờ cũng đã là bọn họ trung gian một phần tử, năm đó, Kiều Đông cùng Kiều Thu đánh đố, đánh cuộc Kiều Đông có không lên làm quán trà đại trưởng quầy, kết quả Kiều Đông thắng. Kiều Thu cũng muốn thực hiện đánh cuộc, không được ngoại gả, chỉ có thể gả tướng công về nhà. Trung gian chi tiết, đoàn người cũng không hiểu được. Chỉ biết Lý Nhiên cùng Kiều Thu coi trọng mắt, mà bốn biển là nhà Lý Nhiên đã sớm hướng tới Đường Kiều một nhà như vậy ấm áp gia đình. Căn bản là không đem nam gả nữ cưới để ở trong lòng, vui vẻ tiếp nhận rồi Kiều Thu điều kiện, hắn gả, nàng cưới. Từ đây, hắn liền trở thành Đường Kiều một nhà một phần tử. Thiêu Diêu chàng chính thượng công, đột nhiên liền nổ tung. Hiện tại công nhân nhóm, chết chết, thương thương, người nhà đều nháo đi lên. Các ngươi nhanh lên qua đi nhìn xem đi. Lý Nhiên nôn nóng đáp, hắn trên người quần áo có không ít hỏa tinh thiêu phá động. Kiều Xuân nhìn, quan tâm hỏi, Lý Nhiên, trên người của ngươi nhưng có bị thương? Đại tỷ, ta không có bị thương. Hoàng Phủ Kiệt cùng Đường Tử Nặc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người khinh thân một túng, trong chớp mắt liền rời đi đường ra. Đường ra từ trên xuống dưới đều nghe được Thiêu Diêu chàng xảy ra chuyện tin tức. Mọi người sôi nổi chạy tới, đương các nàng nhìn chật vật Lý Nhiên khi, lập tức liền nóng nảy lên. Lý Nhiên, ngươi có hay không bị thương? Không có. Lý Nhiên lắc đầu, theo sát cũng khinh thân một túng, theo sát Hoàng Phủ Kiệt cùng Đường Tử Nặc mà đi. Bụng phệ Kiều Thu nghe được Lý Nhiên thanh âm, cũng từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn xem trong viện làm thành một đoàn người nhà, kỳ quái hỏi, nương, Đường đại nương, Liêu đại nương, đại tỷ, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì?
sắc mặt như thế nào đều như thế khó coi. Ta vừa mới ở trong phòng giống như nghe được Lý Nhiên thanh âm, người khác đâu? Nói, nàng khắp nơi quét xem, tìm tòi Lý Nhiên thân ảnh. Không biết vì sao, nàng tâm nặng nề dầu dĩ, có một loại dự cảm bất hảo. Không có việc gì. Nương, Liêu đại nương, các ngươi bồi Thu Nhi ngồi ngồi, ta đi ra ngoài tuần tra một chút. Kiều Xuân dùng sức xả ra một nụ cười, xoay người liền vội vã đi ra ngoài. Lôi thị không yên tâm, hướng về phía Kiều Xuân bóng dáng hô, Xuân Nhi, sớm một chút trở về. Lâm thị cũng là vẻ mặt lo sợ không yên, chắp tay trước ngực, hướng tới Đông Phương đa bái bái, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Kiều Thu không ngốc, lúc này nhìn mọi người sắc mặt, lập tức đoán được trong nhà đã xảy ra chuyện, vội vàng bắt được Lôi thị tay, vội hỏi, nương, rốt cuộc ra cái sự. Lý Nhiên đâu? Ta tỷ phu đâu? Cha ta đâu? Trong nhà các nam nhân đều không thấy được thân ảnh, Kiều Xuân lại vội vàng rời đi. Kiều Thu có thể kết luận, trong nhà nhất định là xảy ra chuyện nhi. Nàng thấy Lôi thị dương miệng, lại không có nói ra lời nói tới, gấp đến độ dẫn theo làn váy liền phải đi ra ngoài, ta chính mình đi xem. Thu Nhi, ngươi đừng đi, Thiêu Diêu chàng Lý Chính loạn đâu. Ngươi thân mình không có phương tiện, cũng đừng đi. Cha ngươi cùng ngươi tỷ phu, còn có Lý Nhiên đều ở hiện trường xử lý, chúng ta ở nhà chờ tin tức liền hảo. Lôi thị thấy Kiều Thu vẫn là không yên tâm, trong lòng biết nàng là không yên lòng Lý Nhiên, vội vàng bổ sung nói, Lý Nhiên vừa mới trở về nói cho đại gia Thiêu Diêu chàng tình huống, vừa mới lại cùng ngươi tỷ phu bọn họ đi xử lý. Ngươi yên tâm, hắn võ công không thấp, sẽ không có cái gì sự. Kiều Thu nâng mục chiều Liêu thị cùng Lâm thị nhìn lại, Liêu thị cùng Lâm thị lập tức gật đầu phụ hợp, nói, Thu Nhi, ngươi nương nói không có sai, ngươi hiện tại lớn thân mình, đừng đi kia địa phương, nơi đó người nhiều, nếu là không cẩn thận tế thương ngươi, vậy phiền toái, ngươi phải tin tưởng ngươi đại tỷ cùng ngươi tỷ phu bọn họ, sẽ không có việc gì Nhi, yên tâm a. Hảo, Kiều Thu gật đầu, tiếp tục đi ra ngoài. Lôi thị lập tức khẩn trương giữ nàng lại, hỏi, vậy ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta đi ngoại viện chờ. Mọi người vừa nghe, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng phụ hợp. Hảo, chúng ta cũng đi ngoại viện chờ tin tức. Đi thôi. Đương Kiều Xuân đuổi tới Thiêu Diêu chàng khi, Thiêu Diêu chàng một mảnh bừa bãi, phá xứ mảnh nhỏ nơi nơi đều là, người bệnh nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, mùi máu tươi đốt trọi vị xông vào mũi. Kiều Xuân nâng mục nhìn lại, chỉ thấy Đường Tử Nặc bọn họ đang ở không ngừng cứu giúp người bệnh, trấn an người bệnh, người chết người nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, Kiều Xuân lỗ tai, tất cả đều là tiếng khóc, đau tiếng hô, tiếng mắng, chất vấn thanh, trấn an thanh. Như thế nào sẽ như vậy? Như thế nhiều năm, trước nay đều không có từng phát sinh chuyện như vậy. Đối với Thiêu Diêu chàng khả năng sẽ tồn tại an toàn tai họa ngầm, nàng cũng vẫn luôn yêu cầu chuyên môn nhân viên đúng giờ kiểm số. Kia như thế nào còn sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn đâu? Là trùng hợp, vẫn là. Đường phu nhân, lúc trước ngươi không phải nói, ở chỗ này công tác sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm sao? Chính là, ngươi nhìn một cái hiện tại, ta nam nhân đương trường liền đi, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ, nhưng như thế nào sống a? Một cái mặt xám mày cho, búi tóc rời rạc, trên quần áo còn nhiễm máu tươi phụ nữ không biết từ cái nào góc vọt ra, nàng giận trừng mắt Kiều Xuân, trước mắt phẫn nộ cùng bi thương. Kiều Xuân theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ba cái nhị tuổi, ba tuổi, bốn tuổi lớn nhỏ tả hữu hài tử đang ngồi ở một cái toàn thân đốt trọi người bên người bất lực khóc lóc, tâm, chợt căng thẳng. Kiều Xuân cúi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay, thân mình không khỏi từ nay về sau lui lại mấy bước. Như thế nào sẽ như vậy? Này mấy cái con trẻ từ đây đã không có phụ thân, nữ nhân này từ đây không có biết lánh biết nhiệt người. Đối mặt trước mắt này phụ nữ chất vấn, Kiều Xuân không biết nên như thế nào trả lời. Tài ăn nói lợi hại Kiều Xuân, lần đầu tiên, nói không nên lời một câu tới. A, ngươi bồi ta nhi tử cho ta. Một cái đầy mặt bi thiết phụ nữ vọt lại đây, một bên khóc,
một bên giơ lên nắm tay, một chút đấm hướng Kiều Xuân. Giờ phút này, Kiều Xuân trong đầu trống rỗng, cũng không biết nên như thế nào giải thích, cả người liền như vậy đứng bất động, tùy ý lục tục chiều nàng xông tới người đối nàng lại đấm lại đánh. Đường Tử Nặc nhìn thấy, vội vàng vọt lại đây, một tay đem Kiều Xuân hộ ở chính mình trong lòng ngực, nhìn những cái đó đáng thương nhân nhi, giải thích nói, các vị, lần này sự tình chúng ta đang ở điều tra, thỉnh đại gia cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định còn đại gia một cái công đạo. Đối với lần này bị thương cùng bất hạnh người, chúng ta Đường gia cũng nhất định sẽ không phủi tay mặc kệ, nên như thế nào bồi thường đại gia, chúng ta nhất định làm được vị. Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, hy vọng tất cả mọi người đều bình tĩnh một chút, không cần trách oan người tốt. Mọi người sôi nổi dừng tay, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, duỗi tay chỉ vào cách đó không xa những cái đó thương thương, chết chết người, buồn rầu nói, bồi thường, người cũng chưa, như thế nào bồi thường người cũng không về được. Đặc sao đối với 151 xem ước huy hạnh hoán hy ai lự nhương dục vòng lục lần, quảng cáo thiếu việc này chúng ta sẽ không liền như thế tính, chúng ta muốn chân tướng, bọn họ không thể chết được đến không minh bạch. Đại gia yên tâm, đại gia nhận thức chúng ta Đường gia cũng không phải một ngày nửa ngày, chúng ta Đường gia sẽ không làm thực xin lỗi tiểu nhị sự tình, việc này ta nhất định tra rõ rõ ràng. Nhanh chóng cho đại gia một lời giải thích, một cái chân tướng. Đường Tử Nặc thật mạnh gật đầu, môi gắt gao nhấp. Đoàn người lau nước mắt tan. Đường Tử Nặc cúi đầu nhìn không biết suy nghĩ chút cái gì Kiều Xuân, quan tâm hỏi, Xuân Nhi, ngươi có hay không bị thương? Không có việc gì. Kiều Xuân ánh mắt vẫn luôn dừng ở những cái đó nằm trên mặt đất bất động người trên người, còn có những cái đó vây quanh ở quanh thân khóc thút thít người, nghĩ đến bọn họ là bởi vì ở chỗ này làm việc mới xảy ra chuyện, nàng tâm liền nảy lên nồng đậm áy náy cảm. Nhị ca, ngươi nói như thế nào sẽ như vậy? Ngươi nhìn xem các nàng, bởi vì thay chúng ta làm việc mà mất đi chí thân người, chúng ta làm như thế nhiều người từ đây phụ vong tử cô. Nhị ca, ta. Đường Tử Nặc một tay đem Kiều Xuân gắt gao ôm vào trong ngực, không ngừng chụp vỗ về nàng bối, ôn nhu khuyên nhủ, Xuân Nhi, này không phải ngươi sai, thật sự không phải. Ngươi làm như thế nhiều, đều là muốn cho đại gia có thể qua tốt nhất nhật tử. Bọn họ thay chúng ta làm việc là không sai, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ khắt khe quá bọn họ, tiền công vẫn là ngày thường phúc lợi phương tiện, chúng ta đều chưa bao giờ thiếu quá. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Kiệt đã đi tới, biểu tình ngưng trọng nhìn Đường Tử Nặc vợ chồng, nói, nhị đệ, tứ muội, nơi này giao Từ Thiết Thúc cùng Kiều Thúc xử lý, các ngươi đi theo ta. Nói xong, thẳng đi hướng đã sụp xuống hầm trú ẩn. Kiều Xuân ngẩng đầu cùng Đường Tử Nặc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người theo sát Hoàng Phủ Kiệt mà đi. Đại ca chính là phát hiện cái gì điểm đáng ngờ. Ba người đi tới nhiệt khí trước người hầm trú ẩn, Đường Tử Nặc gắt gao nắm Kiều Xuân tay, không yên tâm quay đầu lại dặn dò nàng, tứ muội, tiểu tâm một chút. Ân. Kiều Xuân nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt khắp nơi quét xem. Hoàng Phủ Kiệt đi đến tận cùng bên trong địa phương ngừng lại, Kiều Xuân nhìn một chút, lập tức biết nơi đó nguyên là một cái diêu khẩu, chủ yếu là dùng để tăng thêm củi lửa. Đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Thiết mảnh nhỏ. Hoàng Phủ Kiệt dùng kiếm đem trên mặt đất một khối hình cung thiết mảnh nhỏ chọn lên, hắn nhìn mũi kiếm thượng thiết mảnh nhỏ, thanh âm lãnh trầm nói, này mảnh nhỏ cũng không phải hầm trú ẩn công cụ mảnh nhỏ, từ này hình cung xem ra. Này hẳn là nguyên là một cái hình tròn đồ vật, nếu ta không có đoán sai nói, đây là dùng để trang hỏa dược thiết viên cầu. Hỏa dược. Kiều Xuân tiến lên vài bước, cẩn thận đoan liếc kia khối toái thiết phiến, thật lâu sau mới không dám tin tưởng ra tiếng. Như thế nói đến, chuyện này cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người có ý định muốn hại chúng ta Đường ra. Nhưng chúng ta cũng không có đắc tội ai, là ai phải dùng như thế ngoan độc biện pháp tới hại chúng ta đâu. Nhớ tới bên ngoài những cái đó bị thương, chết đi người, Kiều Xuân trong mắt không cảm thấy chiết xả ra một đạo lánh quang. Hoàng Phủ Kiệt lắc đầu, nhìn về phía Đường Tử Nặc, nói, nhị đệ, ngươi trước đưa tứ muội trở về. Ta làm người ở chỗ này cẩn thận tìm xem, nhìn xem còn có hay không cái gì manh mối. Việc này chúng ta nhất định phải tra rõ rõ ràng,
mặc kệ người này là cái gì mục đích, chúng ta đều không thể làm hắn thực hiện được. Nghe vậy, Kiều Xuân xua xua tay, nói, đại ca, nhị ca, các ngươi không cần phải xen vào ta. Ta hiện tại chính là đi trở về, tâm cũng là khó an. Các ngươi ở chỗ này cha, ta đi ra bên ngoài nhìn xem những cái đó thương hoạn. Lúc này về nhà, nàng như thế nào khả năng tâm an? Còn không bằng đi ra ngoài giúp Liễu Như Phong cùng nhau chiếu cố thương hoạn. Đường Tử Nặc biết Kiều Xuân tính tình, gật gật đầu, nói, tứ muội, ngươi tiểu tâm một chút. Hảo! Kiều Xuân gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn theo Kiều Xuân rời đi sau, Đường Tử Nặc lập tức hỏi, đại ca, ngươi còn phát hiện cái gì? Như thế nhiều năm an ý, hắn biết Hoàng Phủ Kiệt còn có chuyện không có nói xong. Hầm trú ẩn ngoại, Kiều Xuân đứng ở nơi đó nghe bên trong hai cái nam tử đối thoại, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Những người đó, thật cho rằng nàng Kiều Xuân là dễ khi dễ sao? Như thế nhiều năm qua, nàng một không quản triều đình trung sự, nhị không cùng người tranh trường đoạt đoản, bọn họ vì sao luôn là không buông tha nàng? Nàng chẳng qua nghĩ đến bình đạm sinh hoạt, chẳng lẽ liền như vậy khó sao? Buông xuống trong người tử song sườn tay khẩn nắm chặt thành quyền, mắt phượng híp lại, trong mắt lánh quang hiện ra. Đường ra bên này nhân tâm hoảng sợ, Đậu Đậu cùng Phù Chí Hằng bên kia lại là nhàn nhã tự tại, hai người cùng Doãn Lập Bình cùng nhau ra Dương Liễu Trấn, ba người đồng hành một ngày, Doãn Lập Bình liền cười nói, hắn thói quen một người tự do tự tại, vô câu vô thúc sinh hoạt. Ba người liền cười từ biệt, phân nói mà đi. Đậu Đậu cùng Phù Chí Hằng tiếp tục chạy tới kinh thành, dọc theo đường đi hai người du sơn ngoạn thủy, đấu võ mồm chọc cười. Phù Chí Hằng trên người thương đã hảo, trên mặt lưỡng đạo đao xẹo cũng rơi xuống vảy, chỉ là kia lưỡng đạo hồng nhạt vết xẹo ở hắn trắng non trên mặt có vẻ phá lệ dữ tợn. Đậu Đậu cũng không làm hắn chiếu gương, thường thường nhìn hắn âm thầm thở dài, nàng lại không biết Phù Chí Hằng sớm đã biết giờ phút này chính mình tôn dung, trong lòng mất mát không thôi. Hắn tính tình cũng không nương, hắn như thế để ý chính mình dung nhan là bởi vì Đậu Đậu thích tuấn mỹ nam tử. Xin giúp đỡ, không cầu trợ, xin giúp đỡ, không cầu trợ xin giúp đỡ. Thừa dịp Phù Chí Hằng đi thải ra quả khe hở, Đậu Đậu hái được một đóa hoa dại, chính lôi kéo cánh hoa từng mảnh đếm. Nàng ở suy xét muốn hay không viết thư xin giúp đỡ Liễu Như Phong, nàng vừa định khởi, năm đó nàng lão cha cũng là trên mặt có thương tích, nghe nói, cũng là Liễu Như Phong làm hắn khôi phục tuấn dung. Muốn xin giúp đỡ, nhưng nàng lại sợ người nhà biết tình huống của nàng, không yên lòng phái người tới tìm nàng. Phù Chí Hằng tránh ở đại thụ sau, nhìn Đậu Đậu phiền não tiểu bộ dáng, tâm không khỏi run rẩy. Hắn hít sâu một chút, dùng sức xả ra tươi cười. Hiến vật quý dường như phủng trong lòng ngược ra trái cây chiều Đậu Đậu đi qua. Đậu Đậu, ngươi nhìn, ta hái được không ít ra trái cây. Ba bước cũng hai bước đi, Phù Chí Hằng một tay đem trong lòng ngược trái cây phủng tới rồi Đậu Đậu trước mặt. Nhanh ăn đi, ta đã tẩy qua, thực ngọt. Gió thổi qua, lượt nổi lên mũ có rèm sa mỏng, Đậu Đậu thoáng nhìn trên mặt hắn vết sẹo, nhìn kia khóe miệng tươi cười, nàng tâm như là bị dao nhỏ cấp hung hăng chát một chút, như thế nào dùng sức trên mặt đều giật không ra tươi cười. Nàng duỗi tay từ hắn trong lòng ngực cầm một cái trái cây, khẽ cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt hương vị nháy mắt liền bắt giữ nàng nhũ đầu. Ân, ăn rất ngon. Đậu đại nước mắt từ hốc mắt hạ xuống, Đậu Đậu rũ đầu, không cho Phù Chí Hằng thấy nàng nước mắt. Nàng một ngụm ăn ra trái cây, nước mắt dừng ở trái cây thượng, lại cắn đi xuống, kia hương vị lại toan lại ngọt lại hàm còn có khổ. Phù Chí Hằng biết nàng không nghĩ làm chính mình thấy nàng nước mắt, thường phục làm cái gì cũng không có phát hiện, một cổ não đem trong lòng ngực ra trái cây đảo vào Đậu Đậu trong lòng ngực, đứng dậy rời đi. Ta đi nhặt chút củi đốt tới, thái dương đều xuống núi, xem ra đêm nay chúng ta lại muốn ăn ngủ ngoài trời. Tiểu Hằng, ngươi tiểu tâm một chút, đừng đi xa. Kẹp nồng đậm giọng mũi, Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng dặn dò. Phù Chí Hằng gật gật đầu, bước chân không ngừng hướng trong rừng cây đi đến. Hảo, ta đã biết. Tay khẩn nắm chặt thành quyền, Phù Chí Hằng dùng sức chạy tiến trong rừng cây, lại trong rừng cây xuyên ra tới,
đi tới bên dòng suối nhỏ. Hắn duỗi tay tháo xuống trên đầu mũ có rèm, hai mắt phiếm hồng nhìn trên mặt nước chính mình ảnh ngược. Hắc hắc, thật xấu. Đột nhiên, hắn duỗi tay chiều mặt nước đột nhiên một phách, bọt nước lập tức bắn đến hắn đầy đầu đầy cổ đều là thủy. Hắn từ ngay về sau một ngưỡng, đổ bên dòng suối mặt cỏ thượng. Ngơ ngẩn nhìn không trung. Trong rừng cây, ở Phù Chí Hằng rời đi lúc sau, Đậu Đậu liền buông xuống trong lòng ngược ra trái cây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cây đại thụ kia, nhẹ gọi, Đại Bạch, Tiểu Bạch, các ngươi đừng trốn rồi, xuất hiện đi. Này hai tên gia hỏa, nói là làm các nàng đi giám thị vương thái thú, nhưng mấy ngày hôm trước, nàng liền phát hiện các nàng lại theo kịp. Lưỡng đạo bóng trắng từ trên cây nhảy xuống, trong chớp mắt, Đậu Đậu trước mặt liền đứng hai cái tươi cười đầy mặt tuổi thanh xuân nữ tử. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đồng thời đơn đầu gối chiều Đậu Đậu quỳ xuống, hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến chủ tử. Làm như sợ Đậu Đậu sinh các nàng khí, các nàng ăn ý tách ra đề tài. Chủ tử, ngươi thật lợi hại, chúng ta tàng đến như thế ẩn nấp, ngươi cũng phát hiện. Hắc hắc. Đậu Đậu nhìn cười gượng hai người, mày nhẹ chọn, nói, thiếu vuốt mông ngựa, vương thái thú nơi đó nhưng có cái gì phát hiện. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch xấu hổ cười cười, đáp, hồi chủ tử nói, cái kia lão vương bát đản thật đúng là không kính, suốt ngày chính là chủ nhân uống rượu, tây ra ăn cơm, nếu không chính là làm người điều tra hắn tiểu thiếp có hay không cho hắn đội nón xanh. Chúng ta nghĩ, đãi ở nơi đó cũng sẽ không có kết quả, cho nên, liền tới rồi tìm chủ tử. Không nghĩ tới, chúng ta như thế làm là đúng, chủ tử này liền có chuyện làm chúng ta tỉ muội đi làm. Các ngươi thật đúng là ta con run trong bụng, ta tưởng cái gì các ngươi đều biết. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi cũng biết ta muốn các ngươi đi làm cái gì. Đậu Đậu cười hỏi lại, lần đầu tiên, Kiều Đông đem này hai bảo cho nàng, cũng là một chuyện tốt. Nhớ tới Kiều Đông, Đậu Đậu lại hỏi, theo ta được biết, ta gì tư cũng không phải cô tô phái người, vậy các ngươi trước chủ tử là Lý Văn Quý. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng kêu lên đáp, hồi chủ tử nói, chúng ta trước chủ tử là chủ gì tư phụ. Gì tư phụ? Đậu Đậu nhìn các nàng, cười duyên một tiếng, xem ra, các ngươi vẫn là thực thế các ngươi trước chủ tử tranh phúc lợi. Hắn muốn khi ta gì tư phụ, ta không phản đối, chính là, theo ta được biết, ta gì tư không như vậy dễ dàng từ hắn đi. Nói cái kia thương trưởng xưng bá, nhân xưng cái thứ hai Kiều Xuân Kiều Đông, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch lập tức vẻ mặt đau khổ, gật gật đầu, nói, ai, chủ tử gì tư không phải phàm nữ tử A, bất quá, nói, các nàng cười gian vài tiếng, hắc hắc, chúng ta trước chủ tử không thích chủ động nữ tử, hắn chính là một cái khẩu vị nặng, làm hắn ăn chút đau khổ cũng là chuyện tốt. Ha ha, Đầu Đầu nhìn không được nở nụ cười, một lát sau, nàng dừng cười. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, nói, các ngươi thay ta chuyển phong thư trở về núi Trung Thôn cho ta Liễu Gia Gia, làm hắn đem trị thương xẻo phương thuốc mang cho ta. Nhớ lấy, ta hành tung, muốn bảo mật, nói cho hắn ta thực hảo là đến nơi. Trên giang hồ, mặt sau quật khởi cô tô phái hiện giờ đã cùng ảnh môn song song vì giang hồ đệ nhất thần bí môn phái. Ở tin tức truyền lại phương diện, bọn họ đều có bọn họ tiệp mau thông đạo. Đầu Đầu tin tưởng, có các nàng ra ngựa, Liễu Như Phong nhất định có thể thực mau liền thu được nàng xin giúp đỡ, mà nàng cũng nhất định có thể mau chóng chữa khỏi Phù Chí Hằng trên mặt vết sẹo. Là, chủ tử, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cùng kêu lên đáp. Được rồi, các ngươi đi trước làm việc đi. Đầu Đầu chiều các nàng vẫy vẫy tay, một lần nữa ngồi xuống. Cầm lấy một bên trái cây tùy ý ở trên quần áo lau hạ liền từng ngụm ăn lên. Di, này một cái như thế nào như thế ngọt. Nàng là một cái chủ nghĩa lạc quan giả, cảm xúc từ trước đến nay là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hiện giờ đã quyết định xin giúp đỡ với Liễu Như Phong, nàng tâm cũng liền không hề rối rắm, yên tâm chờ Liễu Như Phong tin tức tốt. Phù Chí Hằng ôm củi đốt trở về, thấy Đầu Đầu bên cạnh đã có không ít ra hột. Lại thấy nàng mặt mày chi gian còn treo nhàn nhạt ý cười, có chút nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, vừa mới không phải còn thương tâm rơi lệ sao? Như thế nào mới một lát sau lại vui vẻ đi lên? Bất quá,
nhìn tâm tình của nàng hảo, Phù Chí Hằng nặng nề tâm cũng đi theo sinh động lên. Tiểu Hằng, ngươi đã về rồi. Đậu Đậu nuốt xuống trong miệng đồ vật, từ trên mặt đất đứng lên, cười đi qua đi duỗi tay đi tiếp Phù Chí Hằng trong tay củi đốt. Phù Chí Hằng hơi hơi né tránh, cười nói, không cần, ta tới liền hảo. Ta đây tới nổi lửa, tổng không thể ta cái gì sự đều không làm đi. Đậu Đậu cười theo qua đi. Hành, ngươi tới nổi lửa. Chẳng được bao lâu, Đậu Đậu liền thuận lợi bậc lửa đống lửa, hai người ngồi vây quanh ở đống lửa bên, ngươi một lời, ta một ngữ nói chuyện phiếm. Đậu Đậu lấy ra thuốc mỡ, tiến đến Phù Chí Hằng trước mặt, duỗi tháo xuống hắn trên đầu mũ có rèm, nói, Tiểu Hằng, là thời điểm sát dược. Phù Chí Hằng gật gật đầu, hơi hơi ngẩng đầu lên, làm nàng càng thuận lợi thượng dược, ánh mắt mê muội nhìn Đậu Đậu kia ở ánh lửa hạ nhấp nháy rực rỡ đôi mắt, tản ra vượng quang mặt đẹp, kia má phải má thượng má lúm đồng tiền giống như là một vò năm xưa lão hầm, làm nhân tâm say. Không khỏi nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, Phù Chí Hằng toàn thân căng thẳng nhìn Đậu Đậu, mắt luyến tiếc rời đi nửa phần. Đậu Đậu chuyên tâm thượng dược, trong lòng tính toán nên như thế nào xứng càng tốt dược, hoàn toàn không có nhận thấy được Phù Chí Hằng kia lửa nóng ánh mắt. Tiểu Hằng, ta làm Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cho ta Liễu Gia Gia mang tin đi. Ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu buồn. Ta cư nhiên quên mất ta Liễu Gia Gia đã từng chữa khỏi quá cha ta trên mặt thương. Khi còn nhỏ, ngươi không phải cũng thấy cha ta sao? Hắn có phải hay không rất tuấn tú? Hoàn toàn nhìn không ra trên mặt hắn chịu quá thương đi. Cho nên a, ngươi yên tâm. Chờ ta Liễu Gia Gia mang tới phương thuốc tử, ta liền nhất định có thể làm ngươi hảo lên. Đậu Đậu thu tay, cười đem tin tức tốt nói cho Phù Chí Hằng. Nghe vậy, Phù Chí Hằng cuối cùng là minh bạch, vì sao ngắn ngủn thời gian nội, tâm tình của nàng liền âm chuyển tình. Nỗ lực mở ra ký ức. Trong đầu mơ hồ nổi lên một khuôn mặt, Phù Chí Hằng cong môi cười, gật gật đầu, nói, Đậu Đậu, ta tin tưởng ngươi, liền tính không có ngươi Liễu Gia Gia phương thuốc, ta tin tưởng ngươi cũng một có thể trị hảo ta trên mặt thương. Ngươi liền như thế tin tưởng ta. Đậu Đậu nhìn hắn khóe miệng tươi cười, lộng lấy mắt đen, bất giác sửng sốt một chút thần. Cuối cùng, nàng ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu, nói, y thuật của ta tuy không kém, nhưng là kinh nghiệm không đủ, cũng chính là bởi vì cái này, ta mới nghĩ ra tới du oai ta thân thân nói, đọc lại nhiều y thư, cũng không bằng chân chính động thủ trị liệu một hồi. Chỉ có chân chính làm nghề y, ta mới có thể biết y thư thượng dược phương thuốc hiệu quả như thế nào, có hay không càng tốt phương pháp. Ngươi nương thật là một cái hảo mẫu thân, nàng chính là chúng ta Đại Tề tiếng tăm lừng lẫy công chúa, nếu không phải có nàng, chúng ta Đại Tề triều sẽ không như thế phồn vinh thịnh cường. Phù Chí Hằng tự đáy lòng khen. Nói Kiều Xuân, Đậu Đậu hai mắt lập tức nở rộ ánh sáng, cười đến mi mắt cong cong nói, ân, nhà ta thân thân thật là một cái hảo mẫu thân, kỳ thật ta một chút đều không nghĩ rời đi nàng. Chính là, thân thân nói qua, không có ai sẽ cả đời đãi ở cha mẹ bên người, cha mẹ cũng không thể cả đời đều che chở con cái, cho nên, chúng ta muốn tự lập, tự mình cố gắng. Đậu Đậu nói, thấy Phù Chí Hằng biểu tình hơi hơi có chút mất mát, nhớ tới hắn thơ ấu, hắn nhân sinh, Đậu Đậu đột nhiên từ sinh một cổ áy náy cảm, vội vàng cười tách ra đề tài. Tiểu Hằng, nói chuyện của ngươi đi, ta muốn nghe. Ngươi muốn nghe? Phù Chí Hằng nhìn Đậu Đậu cặp kia phảng phất có thể nói mắt to, nhìn nàng mặt mang chờ mong nhìn chính mình, liên tục gật đầu. Hảo, ta giảng cho ngươi nghe. Trong rừng cây, không biết tên chúng nhi thỉnh thoảng kêu to, đại thụ hạ đống lửa bên, hai cái thiếu niên nam nữ, thân thiện nói chuyện phiếm, hai cái hoặc là nhìn nhau cười, hoặc là ôm bụng cười cười to, hoặc là vây quanh đống lửa truy đánh trên bầu trời đầy sao chớp mắt, tò mò nhìn này đối nam nữ. Phù Chí Hằng cởi áo ngoài, nhẹ nhàng khoác ở đã dựa vào thụ ngủ Đậu Đậu trên người, bình tĩnh mê muội nhìn nàng, hồi lâu, hắn mới câu môi nói nhỏ, Đậu Đậu, ngủ ngon. Hắn cấp đống lửa thêm xài, ngồi ở đống lửa bên, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Đậu Đậu trên người. Đậu Đậu, ngươi biết không? Giờ phút này như vậy nhìn ngươi, như vậy chờ đợi ngươi, ta thật sự thực hạnh phúc. Thật sự,
thật sự. Hai người lại liên tục đuổi mấy ngày lộ, mới từ kia một mảnh núi sâu chung đi ra. Đầu đầu nhìn đã thấy đế dược bình, cau mày, không tiếng động thu lên. Phù Chí Hằng nhìn, hỏi, đầu đầu, xảy ra chuyện gì? Thuốc mỡ đã mau đã không có, ta tưởng, ta nên tìm một chỗ cho ngươi điều chút đi xèo thuốc mỡ. Đầu đầu ngẩng đầu nhìn lại, nói, vừa mới cái kia xài phu nói phía trước liền có một cái thị trấn, chúng ta nhanh lên đi, tranh thủ ở Thái Dương xuống núi trước đuổi tới trấn trên đi. Nơi đó hẳn là sẽ có dược quán, ta tới đó đi bắt chút dược, mượn một chút bọn họ đồ vật, chờ ta điều thuốc mỡ lại lên đường. Lên đường tuy rằng quan trọng, nhưng ở đầu đầu trong lòng, xa không có chữa khỏi Phù Chí Hằng trên mặt thương quan trọng. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đã đi rồi mấy ngày rồi, nhưng đến bây giờ đầu đầu đều không có thu được nàng tin tức, mà các nàng càng như là biến mất giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Hiện tại muốn chữa khỏi Phù Chí Hằng trên mặt thương, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Phù Chí Hằng gật gật đầu, hảo. Từ Dương Liễu trấn ra tới sau, bọn họ liền vẫn luôn đều phong cơm vũ túc, căn bản là không có thoải mái dễ chịu ở trên giường ngủ qua giấc. Ngay cả ăn thượng một đốn nhiệt đồ ăn đều chưa từng có. Phù Chí Hằng đã sớm cảm thấy thực xin lỗi đầu đầu, lúc này nghe nàng như thế nói, hắn lập tức liền ứng hạ. Hai người đạt thành cộng khế sau, liền nhanh hơn cước trình, đuổi ở Thái Dương xuống núi tiến đến tới rồi Ngàn Phong Trấn. Ngàn Phong Trấn bởi vì liền ở Liễu Châu ngoài thành không xa, cho nên, tương so với Dương Liễu Trấn muốn có vẻ phồn hoa rất nhiều. Lúc này, trên đường còn có không ít tiểu quán người bán hàng rong, đường phố hai bên chỉnh tề san sát cửa hàng, có bán trang phục, có bán văn phòng tứ bảo, có bán châu báu, có cửa hàng bạc, có hiệu cầm đồ. Đầu đầu tò mò ở trên phố đi dạo lên, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, lấy cái này, sờ sờ cái kia. Phù Chí Hằng nhìn nàng tiểu nữ nhi tư thái, khóe miệng ý cười không giảm. Đột nhiên, hắn nhìn bên cạnh tiệm thợ rèn, dừng bước chân, đầu đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Hằng, ngươi muốn đi đâu? Đầu đầu quay đầu nhìn hắn, tò mò hỏi. Phù Chí Hằng duỗi tay chỉ một bên tiệm thợ rèn, ta đi một chút tiệm thợ rèn, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Đầu đầu thấy hắn tựa hồ không nghĩ nàng đi theo cùng đi, liền gật gật đầu, hảo, ngươi đi đi, ta liền ở trên phố đi dạo. Ngươi đợi lát nữa đi xuống dưới đi tìm ta là được. Nói, nàng lại bắt đầu cao hứng phấn chấn nhìn tiểu quán thượng đồ vật. Một quán đi xuống dạo, đầu đầu dạo thật sự vui vẻ, nhưng cũng không có mua một sự kiện tây. Bỗng nhiên, nàng kéo ngưu ngưu bước chạy tới phía trước tiểu quán. Nguyên lai cái này tiểu quán thượng treo đầy đủ loại kiểu dáng mặt nạ, đầu đầu không ngừng lật xem cái này, lại nghiêng đầu đầu đánh giá cái kia. Tiểu quán lão bản thấy nàng tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, lập tức cười nhiệt tình tiếp đón, cô nương, ngươi chậm rãi xem, chậm rãi tuyển, ta nơi này có đủ loại kiểu dáng mặt nạ, cô nương nhìn chúng liền tuyển một cái, ta cấp cô nương tính tiện nghi một chút. Ân, cảm ơn lão bản. Đối mặt người khác nhiệt tình, đầu đầu cũng không tiếc lấy trở về một cái gương mặt tươi cười. Lão bản thấy nàng rất là đáng yêu hào phóng, liền bắt đầu nhiệt tình giới thiệu hắn quán thượng mặt nạ. Hắn từ trên giá bắt lấy một cái màu bạc mặt nạ, đưa tới đầu đầu trước mặt. Cô nương, ta coi ngươi hẳn là muốn tìm nam tử mặt nạ đi. Ngươi nhìn một cái này, bộ dáng đã giản dị lại hào phóng, sẽ không hoa hồ tiếu. Đầu đầu nhìn lão bản trong tay màu bạc mặt nạ, trước mắt sáng ngời, lập tức nhận lấy, vui vẻ lật xem. Cái này mặt nạ thật là đẹp, tuy rằng mặt trên không có đồ án, nhưng là, nó làm đầu đầu nhớ tới Đường Tử Nặc trong ngăn tủ kia một cái màu bạc mặt nạ. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Lão bản thấy nàng thích, mua bán làm thành, trên mặt ý cười càng đậm. Cô nương, nếu ngươi như thế thích, ta đây cũng không đẩy trời chào giá, như vậy đi. Ta liền tính cô nương một lượng bạc, không biết cô nương cảm thấy như thế nào. Đầu đầu gật gật đầu, từ túi tiền móc ra một chán bạc vụn cho hắn, lập tức liền vui vẻ đem mặt nạ thu vào trong bao quần áo, nàng chuẩn bị buổi tối cấp Phù Chí Hằng một kinh hỉ. Như thế nhiệt thiên, hắn mỗi ngày đều mang mũ có rèm,
thật sự là quá nhiệt. Từ hôm nay trở đi, hắn liền có thể mang mặt nạ kỳ người, mà nàng cũng có thể thời thời khắc khắc đều nhìn đến cặp kia tựa như hắc đá quý mắt. Đúng rồi, lão bản, xin hỏi một chút, các ngươi trấn trên nhưng có dược quán? Thu thập thỏa đáng, Đậu Đậu nhớ tới tìm dược quán sự, vì thế cười nhìn lão bản hỏi. Tiểu quán lão bản duỗi tay từ ngay về sau mặt một lóng tay, nói, phía trước phố đuôi liền có một nhà hồi xuân đường, cô nương, ngươi không phải sinh bệnh đi? Đậu Đậu cười lắc đầu, không phải, ta chỉ là muốn đi thay ta bằng hữu làm thí điểm dược. Đậu Đậu, sau lưng, Phù Chí Hằng đã đi tới. Đậu Đậu, tìm kiếm nhanh nhất đổi mới trang web, thỉnh Baidu tìm tòi 15, một xem V kép, sau lưng, Phù Chí Hằng đã đi tới, hắn quét nhìn thoáng qua mãn sạp mặt nạ, tiến lên nhìn Đậu Đậu, hỏi, Đậu Đậu, ngươi thích mặt nạ? Đậu Đậu lắc đầu, không có, duỗi tay chỉ hướng phố đuôi, vị này lão bản nói, phía trước liền có một nhà gọi là Hồi Xuân Đường được quán, đi thôi, chúng ta đi xem. Đậu Đậu cười đối tiểu quán lão bản gật đầu, nói lời cảm tạ, lão bản, cảm ơn ngươi. Tiểu quán lão bản thụ sủng nhược kinh xua tay, nói, cô nương khách khí. Hắn ánh mắt dừng lại ở mang mũ có rèm Phù Chí Hằng trên người, tựa hồ có chút minh bạch, Đậu Đậu vì sao tuyển một cái nam dùng mặt nạ. Hai người dọc theo đường phố đi phía trước đi, đi rồi trong chốc lát, chóp mũi đã nghe tới rồi nhàn nhạt dược thảo vị. Đậu Đậu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy này đó dược thảo vị rất là thân thiết, nàng không khỏi nhanh hơn bước chân. Đứng ở dược quán trước, Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn trên cửa biển, nhẹ giọng thì thầm, Hồi Xuân Đường. Diệu thủ Hồi Xuân. Này đại phu dám lấy một cái như vậy tên, y thuật hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Vào đi thôi. Đậu Đậu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Phù Chí Hằng, nâng bước hướng Hồi Xuân Đường trước đường đi đến, trưởng quầy. Hai người mới vừa bước vào đại môn, bên trong người đồng thời chiều bọn họ nhìn lại đây, nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập kinh diễm. Một nam một nữ. Nam toàn thân trắng thuần, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ hắn quần áo, thon dài thân hình tới xem, cũng định là tuấn mỹ bất phàm. Nữ tiếu lệ nếu ba tháng mùa xuân chi đào, thanh tố nếu chín thu chi cúc, tươi cười như hoa chán, lời vàng ngọc uyển chuyển lưu. Một cái đầu tóc hoa dâm lão giả nâng mục nhìn lại đây, cười hỏi, cô nương, xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Đậu Đậu cùng Phù Chí Hằng sóng vai đi qua, hai người đứng ở trước quầy, Đậu Đậu ngẩng đầu quét nhìn thoáng qua lão giả sau lưng dược quầy, vươn nhỏ dài tay ngọc, một bên chỉ một bên nói, lão tiên sinh, phiền toái cho ta bốc thuốc, trong đó đương quy 60 khắc, cam thảo 30 khắc, bạch chỉ 15 khắc, tử thảo 9 khắc, huyết kiệt 12 khắc, calomen 12 khắc, trước giúp ta chảo 6 thiếp đi. Lão giả thấy nàng phương thuốc tử đều không cần lấy, tin khẩu trương tới liền nói như thế một chuỗi dược danh cùng dược phân lượng, kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới nàng, thấy nàng tuổi còn trẻ, nhìn không được mang theo nghi hoặc hỏi, cô nương, có không đem đại phu khai phương thuốc cấp lão phu nhìn một cái? Không có phương thuốc tử, lão phu cũng không dám tùy tiện bốc thuốc. Đậu Đậu sửng sốt một chút, lập tức minh bạch đây là lão giả không tin nàng, ngay sau đó cong môi cười nhạt, nói, lão tiên sinh, ta nơi này cũng không có phương thuốc tử, ta chính là đại phu. Nếu lão đại phu không tin nói, ta có thể đương trường thế ngươi chẩn bệnh một vị bệnh hoạn. Nói xong, nàng xoay người nhìn những cái đó đãi khám bệnh hoạn. Các vị, ai nguyện ý làm ta thế hắn miễn phí chẩn trị một lần? Đợi lát nữa bốc thuốc tố tiền, ta có thể thế hắn thanh toán. Ở đây đãi khám người có không ít là nghèo khổ nhân gia, nhưng là, đoàn người xem nàng tuổi còn nhỏ, cũng không dám tin tưởng nàng sẽ y thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, dược quán trước đường, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Đậu Đậu cũng không vội, trên mặt treo nhàn nhạt cười, bình tĩnh chờ. Phù Chí Hằng nhìn về phía quầy sau lão giả, chắp tay, nói, lão tiên sinh, xá muội từ nhỏ tập y, ta này trên người thương cũng là từ nàng chữa khỏi. Lão tiên sinh hoàn toàn có thể tin tưởng nàng, nói nữa, này dược là khai cho ta đều không lo lắng, lão tiên sinh làm sao khổ không yên lòng đâu. Nghe vậy, Đậu Đậu đoạt ở lão giả phía trước,
không dung trí không nói, đại ca, lão tiên sinh lo lắng cũng ở tình lý bên trong, ngươi đừng vội, đợi lát nữa hắn liền sẽ tin. Đầu đầu đối lão giả nhưng thật ra tôn kính, hắn nghiêm túc thái độ đáng giá nàng kính trọng. Lão giả khẽ vuốt loát hoa dâm dâu, cười gật gật đầu, tiếp tục vội hắn đỉnh đầu thượng sự tình. Không lâu, một cái đầy mặt thần sắc có bệnh phụ nữ chiều đầu đầu đã đi tới, thanh âm khàn khàn nói, cô nương, phiền toái ngươi thay ta khám một chút đi. Hảo, đầu đầu gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía trên quầy hàng lão giả, hỏi, lão tiên sinh, có không mượn ngươi địa phương dùng một chút? Lão giả gật gật đầu, cô nương xin cứ tự nhiên, được đến chủ nhân cho phép. Đầu đầu lập tức liền lánh cái kia phụ nữ đi đến một bên xem bệnh trước bàn ngồi xuống, duỗi tay chiều kia phụ nữ làm cái thỉnh thế, nói, đại tỷ, ngươi ngồi xuống đi, ta trước thế ngươi bắt mạch. Chúng bệnh hoạn vốn là chờ đến nhàm chán, hiện giờ thấy có náo nhiệt nhưng xem, liền đều xông tới, mắt không chớp mắt nhìn đầu đầu ra dáng ra hình thế kia phụ nữ bắt mạch. Tất cả đều là vẻ mặt mới lạ. Đầu đầu đem tay đáp ở kia phụ nữ trên tay, tinh tế nghe mạch, qua một hồi lâu, nàng thu tay, ngước mắt nhìn kia phụ nữ, hỏi, đại tỷ, ngươi mỗi tháng nhật tử chính là khi tới khi không tới, khi sớm khi muộn, không cái định số. Kia phụ nữ ngẩng đầu quét nhìn mọi người liếc mắt một cái, thiển mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đầu đầu gật gật đầu, nói, đại tỷ, ngươi chuyện này không phải việc nhỏ, sớm nên tới khám. Ngươi thân thể suy yếu, có nghiêm trọng thiếu máu, ta từ ngươi mạch tượng tới xem, ngươi 2 tháng trước hẳn là đẻ non đi. Sự sau, ngươi lại không có hảo hảo điều dưỡng thân mình, lúc này mới rơi xuống này đó tật xấu. Đợi lát nữa ta thế ngươi khai cái phương thuốc, mỗi ngày một thiếp, đem 3 chén thủy chiên thành 1 chén nước, liền phục nửa tháng. Kia phụ nữ ngơ ngác nhìn đầu đầu, hơn nửa ngày mới kinh ngạc hỏi, cô nương, ngươi như thế nào biết ta 2 tháng trước đẻ non? Việc này, liền các nàng gia đàn ông cũng không biết, mà trước mắt cái này tiểu cô nương lại chỉ là đơn giản bắt mạch, ngay cả thời gian đều nói được như vậy rõ ràng. Phụ nữ nói, lập tức ở dược quán trước đường nổ tung nồi. Mọi người đồng thời kinh hỉ nhìn về phía đầu đầu, không ít người đã ngó ngoe dục dịch, muốn tiến lên thỉnh đầu đầu thế bọn họ chẩn trị. Đầu đầu cầm lấy một bên bút mực, một hơi liền viết hảo phương thuốc tử. Nàng cầm lấy phương thuốc tử, làm khô mặt trên nét mực, quay đầu nhìn về phía không biết khi nào đã từ trên quầy hàng đi ra lão giả, cười làm cái thỉnh thế, phiền toái lão tiên sinh thế vị này đại tỷ chẩn đoán chính xác một chút. Lão giả nửa tin nửa ngờ, nhẹ ngắm liếc mắt một cái nàng khai phương thuốc tử, nhìn mặt trên lùa tú tự thể, hắn ngồi xuống, nhìn kia phụ nữ, nói, vị này tiểu tẩu tử, có không dung lão phu lại khám một lần. Kia phụ nữ chần chờ nhìn về phía đầu đầu, tựa hồ cũng không quá muốn cho lão giả thế nàng nghe chẩn đoán bệnh. Thấy thế, đầu đầu hướng nàng hơi hơi mỉm cười, nói, đại tỷ, ngươi khiến cho lão tiên sinh thế ngươi lại khám một lần đi. Như vậy, ngươi không cũng yên tâm một chút sao? Cô nương, ngươi khám ta cũng thực yên tâm, ta tin tưởng cô nương. Bất quá, nếu lão đại phu không tin cô nương y thuật, ta đây cũng nguyện ý giúp đỡ cô nương cùng nhau làm lão đại phu tin tưởng. Kia phụ nữ một lần nữa ngồi xuống, duỗi tay qua đi đặt ở mạch gối thượng. Lão giả một tay đáp ở tay nàng trên cổ tay, một tay khẽ vuốt râu, mắt hơi hơi híp. Chỉ thấy hắn liên tiếp gật đầu, cuối cùng, hắn buông ra kia phụ nữ tay, đứng dậy chiều đầu đầu chắp tay. Cô nương, thỉnh tha thứ lão hủ mắt vụng về. Cô nương khám thật sự chính xác, lão hủ bội phục. Nói xong, hắn lấy quá đầu đầu trong tay phương thuốc tử, đối một bên phụ nữ, nói, tiểu tẩu tử, hôm nay này dược tiền ta tới cấp, tới lấy thuốc đi. Kia phụ nữ vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu, nàng cười chiều đầu đầu cúi mình vái chào, cảm ơn cô nương. Đại tỷ, ngươi mau đi đi. Đầu đầu cười. Vị cô nương này thật là hảo y thuật, có thể làm chúng ta hồi xuân đường lão đại phu như thế bội phục người, thật đúng là chưa từng có xuất hiện quá. Cổng lớn đi vào một người tuổi trẻ nam tử, trên vai hắn khiêng một cái hòm thuốc, dược quán học đồ nhìn thấy hắn, lập tức đón lại đây, duỗi tay tiếp nhận hắn trên vai hòm thuốc,
cung kính nói, công tử, ngươi đã về rồi. Ân, đã trở lại. Kia nam tử đi tới đầu đầu trước mặt, chiều nàng chắp tay, nói, cô nương, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Đầu đầu thoải mái hào phóng chắp tay đáp lễ. Phù Chí Hằng từ đầu đầu bên cạnh người đi ra, tiến lên một bước, chiều kia nam tử chắp tay, nói, nguyên lai là hồi xuân đường thiếu đông gia. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vị này huynh đài là tại hạ đường nhớ. Phù Chí Hằng trôi chảy lưu báo thượng quả quả tên, hắn duỗi tay chỉ vào đầu đầu, giới thiệu nói, vị này chính là xá muội. Nguyên lai là đường công tử cùng đường cô nương. Kia nam tử cười cười, tự giới thiệu, nói, tại hạ Tư Đồ Bân, hai vị thỉnh bên trong ngồi. Đầu đầu thấy cái này hồi xuân đường thiếu đông ra như thế hiền hòa, nghĩ đến chính mình muốn mượn hắn đồ vật, liền cười gật gật đầu, nói, như thế liền quấy rầy Tư Đồ công tử. Tư Đồ Bân lập tức xua tay, nói, đường cô nương, khách khí, chúng ta đều là cùng chung chí hướng người, gặp nhau chính là duyên sẽ, đại gia lại đều là người trẻ tuổi, không cần như thế khách khí, bên trong thỉnh. Tư Đồ công tử, thỉnh. Phù Chí Hằng tiến lên, không tiếng động đứng ở hai người trung gian, ngăn cách bọn họ. Trước đường đãi khám người nghe được đầu đầu muốn theo Tư Đồ Bân đi hậu viện, lập tức nóng nảy, sôi nổi tiến lên ngăn cản đầu đầu bọn họ. Cô nương, ngươi y thuật lợi hại, có không phiền toái ngươi thay chúng ta đại gia chẩn trị một chút. Chúng ta ở chỗ này đã đợi thật lâu, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm. Đầu đầu ngừng lại, nhìn còn ở mười mấy người đãi khám, suy nghĩ không tưởng liền gật gật đầu, sảng khoái đáp, hảo. Hôm nay ta liền mượn Tư Đồ công tử địa phương cho đại gia hành cái phương tiện, chỉ hy vọng có thể chân chính giúp được đại gia mới là. Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Mọi người trên mặt nổi lên vui mừng, sôi nổi nói lời cảm tạ. Một bên Tư Đồ Bân nhìn, mặt lộ vẻ xấu hổ, đối với trước đường đãi khám bệnh hoạn, nói, thật là ngượng ngùng, là chúng ta hồi xuân đường lầm đại gia thời gian. Nơi này đi, các ngươi xếp thành hàng, từng bước tới, ta cùng đường cô nương cùng nhau xem bệnh, hôm nay rửa tiền liền toàn miễn. Nhân ra một cái đi ngang qua ngoại lai người đều như thế nhiệt tâm, cái này làm cho Tư Đồ Bân rất là ngượng ngùng. Vì thế, liền mở miệng miễn hôm nay rửa tiền. Mọi người vừa nghe, lập tức hướng Tư Đồ Bân cùng đầu đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn Tư Đồ đại phu, cảm ơn đường cô nương. Các nàng đã từ vừa mới Tư Đồ Bân cùng đầu đầu đối thoại chung, đã biết đầu đầu dòng họ, đối mặt như thế nhiệt tâm hiền hòa lại đáng yêu cô nương, đoàn người đều đối nàng thân thiết lên. Không cần cảm tạ, tất cả mọi người đều xếp thành hàng đi. Đầu đầu cười xua tay. Trước đường tiểu nhị thấy thế, lập tức lớn tiếng tiếp đón mọi người xếp hàng. Các vị hương thân, thỉnh đến nơi đây tơi xếp hàng, chúng ta từng bước tới, thực mau liền sẽ đến phiên của các ngươi. Đầu đầu cùng Tư Đồ Bân hai người thế bệnh hoạn xem xong khám sau, đã qua bữa tối thời gian, Tư Đồ phu nhân lại sai người tới thỉnh người đi hậu viện ăn bữa tối. Phù Chí Hằng cùng đầu đầu khó từ chủ nhân ra thịnh thỉnh, liền lưu tại Tư Đồ ra ăn bữa tối. Đặc sao đối với 151 xem ước huy hạnh hoán hy ai lự nhương dục vòng lục lần, quảng cáo thiếu. Tư Đồ ra cách cục là nhị tiến nhị ra, ngoại viện dùng làm dược đường, hậu viện là gia quyến nơi. Tư Đồ ra dân cư đơn giản, Tư Đồ phu nhân tuổi trẻ khi liền thủ quả, một người mang đại Tư Đồ Bân, mà trước đường cái kia lão giả là Tư Đồ Bân ông ngoại, nói là ông ngoại, kỳ thật cũng tương đương với là gia gia. Bởi vì Tư Đồ Bân phụ thân là Tư Đồ lão tiên sinh đồ đệ, hắn là ở rể, mà Tư Đồ Bân cùng chính là họ mẹ. Trên bàn cơm, Tư Đồ phu nhân nhiệt tình thế đầu đầu chia thức ăn, thỉnh thoảng khuyên thực, tới, đường cô nương, ăn nhiều một chút, này canh là Bân Nhi ông ngoại sở trường dược thiện, uống nhiều một ít đối thân thể rất là không tồi. Đầu đầu gật đầu cảm tạ, nhìn về phía Tư Đồ lão tiên sinh, nói, lão tiên sinh, thác phúc của ngươi, chúng ta huynh muội hôm nay có lộc ăn. Ha ha, cô nương không cần quá khiêm tốn, ta xem cô nương y thuật bất phàm, thật là hậu sinh khả úy a. Chúng ta Bân Nhi còn cần hướng cô nương nhiều hơn học tập a.
Tư Đồ lão tiên sinh xua xua tay, nhìn về phía Đậu Đậu trong ánh mắt hàm chứa không thể che giấu tán thưởng. Vừa mới ở dược đường khi, ta nghe Đường cô nương nói, Đường cô nương từ nhỏ tập y, không biết sư thừa người nào. Đậu Đậu nhợt nhạt cười nói, lão tiên sinh, ngươi trực tiếp gọi ta Đậu Đậu liền hảo. Ta từ nhỏ là đi theo ông nội của ta tập y, ông nội của ta nãi xương mù đều phong Liễu Như Phong. Liễu Như Phong, Liễu Ngự Y. Tư Đồ lão tiên sinh kinh ngạc nhìn Đậu Đậu, đại khái đoán được Đậu Đậu thân phận. Nàng họ Đường, lại xưng Liễu Như Phong vì gia gia. Kia nàng hẳn là chính là đạo đức cao sang công chúa Kiều Xuân cùng Xuân Mãn Viên quán trà đương gia người Đường Tử Nặc nữ nhi. Nghe nói, cái kia Đường Tử Nặc là Liễu Như Phong đồ đệ, y thuật cũng là khó lường. Đoán được Đậu Đậu thân phận, Tư Đồ lão tiên sinh càng là thân thiện lên. Ngày thường bị hắn coi trọng thực không nói tầm không nói, cũng tạm thời bị hắn bính lại ở một bên, cười tủm tỉm nhìn Đậu Đậu cùng Phù Chí Hằng, nói, nguyên lai hai vị là danh chấn thiên hạ đạo đức cao sang công chúa công tử cùng tiểu thư. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lão tiên sinh khách khí. Phù Chí Hằng vội vàng chắp tay đáp lễ. Đạo đức cao sang công chúa, lần này nhưng thật ra làm Tư Đồ phu nhân cùng Tư Đồ Bân ngoài ý muốn. Hai người kẹp đồ ăn chiếc đũa đều đã quên thu hồi, ngơ ngác nhìn Đậu Đậu cùng Phù Chí Hằng, lập tức có chút minh bạch, vì sao này hai người trên người có một cổ cao quý ưu nhã khí chất. Nguyên lai bọn họ địa vị như thế đại. Đường công tử, Đường cô nương, nếu các ngươi không chê nói, cũng đừng đi khách điếm tìm nơi ngủ trọ, dứt khoát liền ở tại nhà của chúng ta đi. Nhà của chúng ta tuy rằng so ra kém các ngươi Đường ra, nhưng luôn là so khách điếm muốn thoải mái một ít. Cha ta yêu nhất cùng người cùng nhau thảo luận y thuật thượng sự tình, hiện giờ có Đậu Đậu cô nương cái này tiểu thần y ở, cha ta lần này a chuẩn bị cao hứng đến nằm mơ đều cười tỉnh. Tư Đồ phu nhân cấp Tư Đồ lão tiên sinh gắp một khối hoài sơn, cười nói. Nghe vậy, Tư Đồ lão tiên sinh lập tức tán đồng nói, tiểu nữ nói không có sai. Hai vị không ngại liền trước tiên ở hàn xá chủ hạ. Tư Đồ Bân cuối cùng là hồi qua thần tới, vội vàng chiều một bên Phù Chí Hằng chắp tay, nói, Đường huynh, trên người của ngươi có thương tích, Đường cô nương cũng yêu cầu thời gian cùng công cụ tới phối chế thuốc mỡ, vì phương tiện, tiểu đệ cũng cảm thấy hai vị ở nơi này sẽ so chủ khách điếm phương tiện rất nhiều. Đậu Đậu không có dị nghị, ở nàng xem ra, Tư Đồ gia người ta nói đều không có sai, ở tại Tư Đồ gia xác thật muốn so chủ khách điếm phương tiện rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía Phù Chí Hằng, không tiếng động dò hỏi hắn ý tứ. Phù Chí Hằng đương nhiên biết Đậu Đậu ý tứ, liền gật gật đầu cười chiều Tư Đồ Bân chắp tay, tạ nói, như thế, chúng ta đây huynh muội liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhiều có làm phiền. Ha ha, Đường công tử khách khí, chúng ta Tư Đồ người nhà khẩu đơn giản, trong nhà từ trước đến nay quạnh quẽ, hiện giờ có hai vị quang lâm. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Tư Đồ lão tiên sinh buông chén đũa cười to vài tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Tư Đồ phu nhân. Phượng Nhi, ngươi đợi lát nữa khiến cho người đi chuẩn bị hai gian phòng cho khách. Là, cha, ta đã biết. Tư Đồ phu nhân cười tủm tỉm nhìn về phía Đậu Đậu, nhiệt tình tiếp đón. Đậu Đậu cô nương, sấn nhiệt ăn, đợi lát nữa lạnh liền không thể ăn. Là, cảm ơn Tư Đồ phu nhân. Đậu Đậu lễ phép mỉm cười gật đầu, lấy kỳ lòng biết ơn. Một bên Hồ Màu Nhi thấy tất cả mọi người đều quay chung quanh Đường gia huynh muội mà chuyển, sớm đã đem chính mình quên mất, không cam lòng bị bỏ qua, vì thế, nàng cười thế Đậu Đậu chia thức ăn, xinh xắn ôn nhu, nói, Đậu Đậu cô nương, Màu Nhi thật là bội phục ngươi. Nhìn một cái Màu Nhi cùng Đậu Đậu cô nương tuổi xấp xỉ, nhưng lại sẽ chỉ ở thêu các cầm châm thêu hoa. Làm nghề y cứu thế bực này sự tình, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Đậu Đậu không hề tâm cơ cười đáp, Màu Nhi cô nương nói đùa, Đậu Đậu từ nhỏ lỗ mãng thói quen, nói lên bội phục người a. Ta thật đúng là chính là đối những cái đó ôn cung lương thục tiểu thư có càng sâu hảo cảm. Đậu Đậu là cái ngồi không được người, nếu muốn ta ngồi thêu hoa, kia chính là 15 phút đều ngồi không xuống dưới. Vì thế a. Ta nãi nãi còn nhiều lần nhìn ta thở dài, nói liền gặp qua nhà ai cô nương giống ta như vậy, chỉnh một chính là một cái mao con khỉ. Ha ha,
Đậu đậu chân ái nói giỡn. Hộ máu nhi che môi mà cười. Tư đồ phu nhân cũng là nhìn không được nở nụ cười, nhìn đậu đậu ánh mắt lại càng là sáng ngời. Đậu đậu cô nương thật đúng là ai nói giỡn, chiếu ta nói a, giống đậu đậu cô nương như vậy tính tình rộng rãi, lòng mang bá tánh nữ tử a, mới là để cho người khâm phục. Tư đồ bân nhìn đậu đậu ánh mắt sáng một chút, nhìn tính tình không chút nào ngượng ngùng, thẳng thắn đậu đậu, nhìn ánh đèn hạ nàng kia trương kiểu tiếu như hoa khuôn mặt, lại là ngơ ngẩn mê muội, vô pháp rút ra tầm mắt. Phù Chí Hằng khóe mắt đảo qua, nhìn tư đồ bân ánh mắt, lại theo hắn ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở tư đồ phu nhân bên cạnh đậu đậu, trong lòng đã tự hào lại lo lắng. Tự hào chính là bất cứ lúc nào chỗ nào, đậu đậu luôn là có thể hấp dẫn người ánh mắt, làm người trầm mê, không khỏi thích. Lo lắng chính là tư đồ bân như vậy ánh mắt, hắn quá quen thuộc. Nghĩ đến đậu đậu cùng tư đồ bân cùng là lấy hành y tế thế vì mục tiêu cả đời, hơn nữa hai người tập y trải qua cũng đều không sai biệt lắm. Nhìn nhìn lại tư đồ bân tuấn tú lịch sự bộ dáng, Phù Chí Hằng không khỏi lo lắng lên. Tư đồ phu nhân nhìn nhi tử mê muội ánh mắt, hiểu rõ cười cười, mà một bên hồ máu nhi lại là tức giận đến điệp đặt ở trên đầu gối đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, trên mặt lại còn muốn treo tươi cười, bởi vì tươi cười quá mức miễn cưỡng, đảo có vẻ có chút khó coi. Bất quá, đại gia lực chú ý đều không ở nàng trên người. Tự nhiên cũng chưa từng phát hiện trên mặt nàng kia đôi không thành thật tươi cười. Cái này hộ máu nhi là tư đồ bân biểu muội, từ nhỏ đã bị gửi nuôi ở tư đồ gia. Có thể hòa giải tư đồ bân là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Tự trước, nàng cùng tư đồ bân quan hệ không bình thường, ở nàng xem ra tư đồ bân sớm hay muộn đều là muốn cưới nàng. Nhưng hiện tại nhìn hắn mê muội nhìn đậu đậu, nàng tâm đột nhiên từ nồng đậm không xác định. Dùng qua cơm tối sau, đoàn người lại ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, tuy rằng đại gia cũng không quen biết, nhưng là bởi vì tư đồ lão tiên sinh cùng tư đồ bân, đậu đậu có đối y thuật tương đồng ham thích, cho nên, bọn họ cũng không có giống nhau không quen thuộc người cái loại này không nói chuyện để xấu hổ, ngược lại càng liêu càng thân thiện. Tương so dưới, tư đồ phu nhân cùng hộ màu nhi, Phù Chí Hằng nhưng thật ra có chút cắm không thượng lời nói. Chỉ có thể ngồi ở một bên, nghe bọn hắn ba người thảo luận. Phù Chí Hằng cùng hộ máu nhi tâm tư tương đồng, ánh mắt đều là khẩn vòng quanh kia đối trò chuyện với nhau thật vui nam nữ. Liền ở Phù Chí Hằng điều tiết hảo cảm xúc, dần dần đem lực chú ý toàn đặt ở đầu đầu trên người lúc sau, một cái nha hoàn từ bên ngoài đi đến, chiều tư đồ phu nhân hành lễ, nói, phu nhân, phòng cho khách sửa sang lại hảo. Tư đồ phu nhân gật gật đầu, nhìn về phía tư đồ lão tiên sinh, nói, cha, đường công tử cùng đậu đậu cô nương một đường vất vả, hiện tại phòng cho khách đã thu thập hảo, nếu không chúng ta hôm nay tới trước đây là ngăn, hay là chậm trễ hai vị nghỉ ngơi. Này đó y thuật thượng đồ vật cũng không phải một chốc một lát là có thể liêu xong, sửa ngày mai lại liêu cũng không muộn. Phượng Nhi nói được không có sai. Tư đồ lão tiên sinh gật đầu phụ hợp, nhìn về phía đậu đậu cùng Phù Chí Hằng. Nói, hai vị một đường vất vả, ta cũng liền không chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi thời gian, chúng ta hôm nay như vậy tan đi. Nghe vậy, Phù Chí Hằng tất nhiên là vui thật sự, vội vàng gật đầu, nói lời cảm tạ, cảm ơn tư đồ lão tiên sinh, tư đồ phu nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía đậu đậu, thời điểm đã không còn sớm. Chúng ta cũng đừng lại trì hoãn tư đồ lão tiên sinh nghỉ ngơi. Đậu đậu đứng lên. Hướng tới tư đồ lão tiên sinh đám người chắp tay cáo lui, nói, hôm nay đa tạ các vị ngủ lại, thời điểm cũng không còn sớm, ta cùng ta huynh trưởng liền về trước phòng. Đường công tử, đậu đậu cô nương, thỉnh. Các vị, thỉnh. Nhiệt liệt y thuật đề tài như vậy kết thúc, đậu đậu cùng Phù Chí Hằng từ biệt mọi người, theo vừa mới tới cái kia nha hoàn đi tới phòng cho khách. Cốc cốc cốc. Ai a, Phù Chí Hằng tháo xuống mũ có rèm, đang muốn tắm gội tẩy đi quanh thân mệt nhọc liền nghe được có người gõ cửa, hắn thuận tay cầm lấy trên bàn mũ có rèm, một lần nữa mang hảo, lúc này mới đi đến trước cửa, duỗi tay kéo ra cửa phòng. Hắn nhìn đứng ở cửa, hướng về phía hắn nhu nhu mỉm cười đậu đậu, ngay lập tức liền nội tâm nhu tình vạn trượng, thanh âm cũng trở nên mềm nhẹ êm tai lên, đậu đậu,
ngươi như thế nào lại đây? Nói, hắn sườn khai thân mình, làm Đậu Đậu vào nhà. Đậu Đậu dẫn theo một cái dùng vải bông bao tiểu tay nải đi vào, nàng đem tiểu tay nải đặt lên bàn, động thủ mở ra. Phù Chí Hằng đi qua đi vừa thấy, không khỏi sửng sốt, hỏi, Đậu Đậu, cái này mặt nạ ngươi là muốn đưa ta sao? Nguyên lai, nàng ở mặt nạ quán thượng cho hắn mua như thế một cái màu bạc mặt nạ. Cái này mặt nạ vừa thấy thủ công liền tinh tế, kia bạc mặt trơn nhắn lượng trạch, mặt nạ thượng không có xinh đẹp hoa văn, nhưng nhìn qua lại bất giác đơn điệu, phản diện cho ta một loại đại khí cảm giác. Đậu Đậu cười đem mặt nạ giơ lên Phù Chí Hằng trước mặt, cười nói, Tiểu Hằng, ngươi có thích hay không? Cái này mặt nạ cùng cha ta rất giống, giống nhau là màu bạc mặt nạ, ta coi rất là thích. Ở ngươi trên mặt thương còn chưa khỏi hẳn trước, ngươi liền trước mang cái này mặt nạ, như vậy ngươi không cần đại trời nóng vẫn luôn mang mũ có rèm. Mau, thử xem hợp không thích hợp. Phù Chí Hằng nhìn nàng trong tay màu bạc mặt nạ, nhớ tới chính mình buổi chiều đến tiệm thợ rèn định chế mặt nạ, nghĩ đến hai người chi gian an ý. Phù Chí Hằng cao hứng nhếch miệng cười, một tay tiếp nhận mặt nạ, một tay gỡ xuống trên đầu mũ có rèm, làm cho Đậu Đậu mặt liền mang lên mặt nạ. Màu bạc mặt nạ chặn trên mặt vết thương, chỉ lộ một đôi như nửa đêm mắt đen, không mỏng không dày vừa phải môi đỏ, hơi kiểu ngay ngắn cằm. Trước mắt Phù Chí Hằng cũng nhất định là cái có phúc khí người đi. Đậu Đậu nhìn hắn ngơ ngác xuất thần, chỉ cảm thấy mang lên màu bạc mặt nạ Phù Chí Hằng có loại nói không nên lời tuấn mỹ, như thế nghĩ, nàng liền nghĩ sao nói vậy cười khen nói, Tiểu Hằng, ngươi mang lên mặt nạ sau, thật xoái khí, đã như là một cái ưu nhã quý công tử, lại có một loại tiêu sái không kiềm chế được hiệp sĩ khí chất. Phù Chí Hằng bị nàng như thế một khen, nhìn không được mặt đỏ. Hắn không tự chủ được duỗi tay hướng trên mặt một sờ, xúc tua lạnh lẽo làm hắn không khỏi bật cười, thầm nghĩ, chính mình đây là xảy ra chuyện gì? Một chút đều không có ở trên triều đình ổn định, chỉ là nghe Đậu Đậu thuận miệng khen thượng một câu, chính mình liền có điểm phân không rõ đông nam tây bắc. Chỉ là, hắn cũng không biết, hắn này cười, tuy rằng thấy không rõ trên mặt biểu tình, nhưng là hắn khóe miệng cao kiều, cũng lộ ra một ngụm hạo sỉ, như đầu đèn dầu khắc ở trong mắt hắn, giống như là hai thốt nhảy lên ngọn lửa, Đậu Đậu nhìn nhìn, tâm không khỏi phát phát thẳng nhảy. Hai người quên thần chăm chú nhìn, trong phòng tinh đến châm rơi có thể nghe. Đường cô nương, ngươi ở trong phòng sao? Đột nhiên, trong viện truyền đến nha hoàn kêu to thanh đem hai người bừng tỉnh, hai người song song rút về ánh mắt, Đậu Đậu gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn Phù Chí Hằng, chỉ vào bên ngoài, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, nàng xoay người liền đi ra ngoài, ta ở chỗ này. Nha hoàn quay đầu nhìn lại đây, thấy Đậu Đậu từ Phù Chí Hằng trong phòng đi ra, đầu tiên là hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, nghĩ đến hai người là huynh muội, ngay sau đó lại buông ra mày, bưng khay mỉm cười đón đi lên, đường cô nương. Thiếu gia nhà ta làm ta đưa dược liệu lại đây cấp cô nương. Đậu Đậu cười đi qua đi, duỗi tay liền đi tiếp khay, kia nha hoàn hơi hơi chợt lóe, cười lắc đầu, nói, đường cô nương, nô tỳ là Thanh Kha, phu nhân giao đãi qua, tạm thời từ Thanh Kha hầu hạ đường cô nương cuộc sống hàng ngày. Thanh Kha trong lòng nhìn không được nói thầm, không phải nói là cái kia thiên hạ đệ nhất gia đường gia đại tiểu thư sao? Như thế nào một chút đều không có tiểu thư khuê các bộ dáng. Liền nàng cái dạng này, liền các nàng biểu tiểu thư đều so nàng chú ý. A, tư đồ phu nhân thật là quá khách khí, ta không cần người chiếu cố, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Cô nương đem đồ vật cho ta, ngươi vẫn là sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi đi. Đậu Đậu khăng khăng đi tiếp khay, nhìn bên trong dược liệu mi hoan mắt cười, cũng không có chú ý tới Thanh Kha trong mắt chợt lóe mà qua coi khinh. Thanh Kha giả ý bắt lấy khay không bỏ, này như thế nào khiến cho phu nhân sẽ quái Thanh Kha không có chiếu cố hảo khách nhân. Thanh Kha cô nương, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ cùng tư đồ phu nhân nói rõ ràng, việc này nàng sẽ không trách tội với ngươi. Đậu Đậu không khỏi vì nhiên cười nói, nàng tự do tự tại thói quen, ở nhà khi trong nhà đều không có hạ nhân hầu hạ, ra cửa bên ngoài lại như thế nào khả năng hưng sư động chúng,
làm phiền nhà người khác người đâu. Chính là năm đó Hoàng Phủ Kiệt cấp Kiều Xuân hai cái bên người thị nữ, cũng sớm đã bị Kiều Xuân chỉ cho bảo hộ Đường gia ám vệ, nếu bọn họ cùng Đường gia cùng ngồi cùng ăn, cũng không có chủ tớ chi phân, càng như là người một nhà. Đậu Đậu từ nhỏ liền tiếp thu Kiều Xuân không giống nhau giáo dục, cá tính tự nhiên là cùng giống nhau khuê các tiểu thư không giống nhau. Thanh Kha vẻ mặt khó xử nhìn Đậu Đậu, bắt lấy khay ven tay vẫn là không có buông ra, cái này. Do dự một hồi lâu, nàng mới buông lỏng tay ra, cười chiều Đậu Đậu phúc phúc tay, nói, cảm ơn cô nương thông cảm. Kia Thanh Kha liền nghe cô nương nói, trước đi xuống không quấy rầy cô nương. Đậu Đậu tiếp nhận khay, cười lắc đầu, nên là ta tạ Thanh Kha cô nương mới đúng, Thanh Kha cô nương, ngày mai thấy. Cô nương sớm một chút nghỉ ngơi, Thanh Kha cáo lui. Nhìn theo một mạt xanh lá mà biến mất ở viện môn khẩu, Đậu Đậu lúc này mới bưng dược liệu vào phòng, lập tức liền động thủ bắt đầu điều chế cấp Phù Chí Hằng lau mặt thuốc mỡ. Bận rộn thời gian luôn là qua đến đặc biệt mau, bất chi bất giác ngoài cửa sổ không trung đã mông mông lượng. Đậu Đậu đứng thẳng thân mình, đi đến phía trước cửa sổ đấm đấm hơi toán eo, vặn vặn cứng đờ cổ, hô hấp bên ngoài không khí thanh tân. Hoạt động trong chốc lát, Đậu Đậu quay đầu nhìn trên bàn hai bình thuốc mỡ, khóe miệng hơi hơi kiều lên, trong đầu không khỏi hiện ra Phù Chí Hằng mang mặt nạ bộ dáng, nàng giật mình, nhẹ lắc lắc đầu, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, ta đây là xảy ra chuyện gì? Hảo hảo, như thế nào lại nghĩ tới tiểu Hằng bộ dáng? Nàng lại lần nữa dùng sức lắc lắc đầu, nhưng Phù Chí Hằng giống như là cùng nàng cố ý đối nghịch giống nhau, vẫn luôn xoay quanh ở nàng trong đầu, vứt đi không được. Đậu Đậu nhìn không được hơi bực, nhăn cái mũi, nhẹ lẩm bẩm, làm cái gì quỷ, chẳng lẽ là không ngủ, đầu óc cũng không nghe xử. Nàng kéo ra cửa phòng, đi tới trong viện, chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt. Cách vách trong phòng Phù Chí Hằng từ trước đến nay chính là ngủ không ra người, bởi vì lâm chiều nguyên nhân, hắn từ trước đến nay đều thức dậy sớm. Đương hắn nghe được Đậu Đậu mở cửa thanh âm, hắn cũng không hề lưu luyến trên giường thoải mái. Đơn giản rửa mặt chải đầu một phen sau, liền mang lên màu bạc mặt nạ ra cửa. Kéo ra cửa phòng, đập vào mắt đó là Đậu Đậu mềm mại dáng người. Hắn nhìn nàng mềm nhẹ, có chiêu có thức, có nề nếp đánh hắn cũng không có xem qua quyền pháp. Thấy nàng đánh đến tập trung tinh thần, cũng không đành lòng tiến lên đi đánh gãy nàng, liền yên lặng đứng ở trước cửa phòng nhìn nàng chơi quyền. Đậu Đậu đánh chính là trải qua đường tử nặc cải tiến qua thái cực quyền. Không những có thể cường thân kiện thể, còn có thể có thực tốt phòng ngự cùng công kích năng lực. Đây là một bộ phi thường thích hợp nữ tử luyện quyền, Kiều Xuân cùng Đậu Đậu đều là thái cực quyền uy lực tốt nhất gương tốt. Càng xem càng mê muội, Phù Chí Hằng cuối cùng là nhìn ra một ít môn khiếu, cũng minh bạch Đậu Đậu kia độc đáo võ công liền tới tự tại đây. Đậu Đậu nhẹ quay người, dùng ra một quyền. Vừa nhất nhìn Phù Chí Hằng đứng ở cửa phòng nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng hướng hắn cong môi cười, thu quyền, tiểu Hằng, sớm a. Đậu Đậu, sớm. Phù Chí Hằng đã đi tới, móc ra tuyết trắng khăn tay đưa tới nàng trước mặt, Đậu Đậu cũng không chối từ, cười liền tiếp qua đi, một bên cười nhìn hắn, một bên trà lau trên mặt mồ hôi mỏng. Nàng nhìn hắn mặt nà hạ mắt đen, càng xem càng cảm thấy thâm thúy tinh lượng. Giống như là có thể nói giống nhau. Giờ phút này, nàng nhìn hắn hai tròng mắt, liền có thể cảm nhận được hắn bình tĩnh cùng cao hứng. Nàng không cấm tưởng, có như thế một đôi đen nhánh mà sáng ngời mắt người, hẳn là một cái cơ trí lại nội tâm thanh trừng người đi. Đậu Đậu, ngươi vừa mới đánh chính là cái gì quyền? Ta nhìn cảm thấy rất là kỳ lạ, này quyền nhìn như mềm mại vô lực, nhưng kỳ thật uy lực vô cùng. Ta trước kia chưa bao giờ nghe nói qua trên đời có như vậy quyền pháp, ngươi này lại là sư thừa người nào? Phù Chí Hằng tò mò hỏi. Nghe vậy, Đậu Đậu khanh khách nở nụ cười, cười đến hảo sinh vui vẻ, hảo sinh tự hào. Con mắt sáng sóng nước lóng lánh, thu thủy nhộn nhạo, khóe miệng tiểu ma lúm đồng tiền như là một vò năm xưa rượu lâu năm, làm người bất giác say mê. Phù Chí Hằng nhìn nàng, bất giác lại thất thần. Nàng tươi cười là như thế mê người, hắn như thế nào xem đều tựa hồ xem không đủ. Ta nương chính là sư phụ ta, đây chính là ta nương sáng tạo độc đáo thái cực quyền,
bất quá, nghe nói này trong đó cũng có cha ta công lao, như thế nào phòng ngự cùng công kích. Đây chính là cha ta cân nhắc ra tới. Năm đó, ta nương ý ở cường thân kiện thể, cha ta nhìn, này quyền có tính dẻo, liền dạy ta nương một ít nội công tâm pháp. Rồi mới, ta đương nhiên chính là cái kia nhặt cha mẹ tiện nghi người may mắn. Đậu đậu cười đem Phù Chí Hằng khăn tay thu vào trong tay áo áo, lại nói, khăn tay, ta tẩy quá sau lại cho ngươi. Hảo, Phù Chí Hằng gật gật đầu, đột nhiên đề nghị, đậu đậu, có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau múa kiếm, ta nghe nói đường bá phụ kiếm pháp cũng là nhất đẳng nhất hảo. Múa kiếm, đậu đậu nhìn hắn rút ra bên hông nguyên kiếm, nhìn kia phiếm ngân quang kiếm, đột nhiên cũng tới hứng thú, cười gật đầu, đáp, hảo a, chính là ta không có kiếm, chúng ta nhưng như thế nào vũ. Phù Chí Hằng quay đầu khắp nơi quét nhìn một vòng, đột nhiên nhớ tới chính mình ở tạm trong khách phòng trên tường treo một phen kiếm, liền cười nhìn đậu đậu, nói, ta đi cho ngươi lấy kiếm, ngươi trước chờ ta một chút. Nói xong, hắn xoay người trở về phòng, một lát, hắn liền cầm một phen kiếm đi ra, cách không đem kiếm ném hướng đậu đậu, đậu đậu, tiếp kiếm. Hảo, đậu đậu khinh thân một túng, vô cùng tiêu sái tiếp được kiếm. Con ngươi nhẹ chuyển, một đạo rảo hoạt ánh sáng chợt lóe mà qua, đậu đậu rút ra kiếm, không nói hai lời liền chiều Phù Chí Hằng tiếp đón qua đi. Phù Chí Hằng lại như thế nào không rõ nàng ý tứ, lập tức liền cùng nàng so chiêu, cũng không có bởi vì nàng là cô nương ra mà cố ý làm nàng. Bởi vì hắn biết, đậu đậu không cần hắn khiêm nhượng, cũng đồng dạng sẽ không cao hứng hắn khiêm nhượng sẽ chỉ làm đậu đậu cảm thấy hắn là đang xem không dậy nổi nàng. Đã là như thế, kia còn không bằng thống thống khoái khoái so lau một hồi. Đậu đậu kiếm pháp bất phàm, nhưng Phù Chí Hằng so nàng càng là lợi hại một ít, vô luận đậu đậu dùng ra cái gì chiêu số, hắn đều có thể nhất nhất phá giải. Cũng không biết tỉ thí nhiều ít chiêu, Phù Chí Hằng vội chung tranh thủ thời gian hướng đậu đậu đề nghị, đậu đậu, đừng so. Chúng ta múa kiếm đi. Múa kiếm yêu cầu ăn ý độ, vừa mới hai người tỉ thí một hồi, cũng coi như là đã làm nhiệt thân, lẫn nhau đều đã biết đối phương thủ pháp, kế tiếp múa kiếm sẽ càng thêm ăn ý. Hảo, bắt đầu. Kiếm khí chợt giảm, hai người dựa lưng vào nhau, trong tay kiếm lúc nhanh lúc chậm, khi kính khi nhu, đột nhiên, hai người trao đổi vị trí, nhảy lên gian, hai người nhìn nhau, ăn ý đem trong tay kiếm vũ ra vô số bạc ảnh, bên ngoài người xem ra, chính là một tầng ngân quang đưa bọn họ vây quanh lên. Hai người một bạch một lam, như là xanh thẳm trên bầu trời phiêu nhiều đóa mây trắng, lại như là nhiều đóa mây trắng gian lộ ra không trung xanh thẳm. Lưỡng đạo thân ảnh, lại là như thế hợp phách, cùng những cái đó ngân quang hợp thành một bộ làm người không rời được mắt phong cảnh. Viện môn hạ Tư Đồ Bân thất thần nhìn trước mắt này nói phong cảnh, nếu không phải biết bọn họ là thân huynh muội, hắn thật đúng là sẽ cảm thấy đây là một đôi tâm linh phù hợp tiểu tình lữ. Giờ phút này, hắn đáy lòng thậm chí âm thầm may mắn bọn họ là thân huynh muội. Tối hôm qua, hắn một đêm hưng phấn chưa ngủ, trong đầu tất cả đều là đầu đầu bóng hình xinh đẹp. Một cái lớn lên kiểu tiếu khả nhân lại y thuật lợi hại nữ tử vốn là làm người mê muội, lại nghĩ đến đường ra ở đại tề triều địa vị, Tư Đồ Bân kia trái tim nhìn không được ngo ngoe dục dịch lên. Giờ phút này, nhìn đến đậu đậu anh khí hiên ngang một mặt, hắn trong lòng kia viên mới vừa nảy sinh hạt giống, nháy mắt liền trưởng thành che trời đại thụ. Biểu ca, sau lưng chuyển đến hồ máu nhi kiểu nhu đa tình thanh âm, Tư Đồ Bân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, thấy hồ máu nhi một bộ mềm mại như gió trung liễu bộ dáng, tức khắc liền rời đi tầm mắt, chỉ cảm thấy nàng bộ dáng này cùng đậu đậu hiên ngang tư thế oai hùng căn bản là khác nhau một trời một vực. Hồ Máu Nhi vốn tưởng rằng Tư Đồ Bân nhìn đến nàng tỉ mỉ trang điểm quá bộ dáng sẽ giống di vãng giống nhau thất thần, hơn nữa khen thượng vài câu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng chỉ là nhẹ liếc liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Nàng tức giận đến khẩn lôi kéo trong tay ti lùa, di thước tha nhiều vẻ gót sen đi đến hắn bên người, theo hắn ánh mắt nhìn về phía chính vong tình múa kiếm, đường ra, huynh muội. Hử lại là cái này đậu đậu. Thật không hiểu cái này đậu đậu có cái gì tốt, không có chút nào tiểu thư khuê các chi phong còn chưa tính,
nàng còn cả ngày ở bên ngoài suốt đầu lộ diện. Thử hỏi, như vậy nữ tử có cái gì tốt, lại có cái gì tư cách đứng ở Tư Đồ Bân bên người? Hồ Máu Nhi cảm thấy chính mình mới là nhất xứng đứng ở Tư Đồ Bân bên người người. Mà Đậu Đậu bất quá chính là một cái, uổng có gia thế hơn người, lại vô nửa phần nữ tử nên có ở bên trong gia nữ tử. Biểu ca, ngươi như thế nào sáng sớm liền tới nơi này? Mợ làm ta đi phòng bếp chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn đồ ăn sáng, ta đang nghĩ ngợi tơi tơi thỉnh Đường công tử cùng Đường cô nương đâu. Không nghĩ tới biểu ca cũng ở chỗ này, như thế vừa lúc, đợi lát nữa chúng ta có thể cùng đi cấp gia gia cùng mợ thỉnh an. Hồ Máu Nhi ngửa đầu, đầy mặt nhu cười nhìn Tư Đồ Bân, kia đáy mắt nùng tình mật ý vô pháp che giấu lộ ra ngoài. Tư Đồ gia ở Ngàn Phong trấn cũng coi như là nhà giàu nhân gia, bởi vì Tư Đồ gia y thuật bất phàm, lại hàng năm làm việc thiện. Tư Đồ gia ở không chỉ có ở Ngàn Phong trấn rất được dân tâm, chính là ở Liễu Châu trong thành cũng là rất có danh vọng, trong thành không ít phú quý nhân gia đều sẽ kém hạ nhân giá xe ngựa tới thỉnh Tư Đồ Bân hoặc là Tư Đồ lão tiên sinh đi tới cửa xem bệnh. Nhà giàu nhân gia sao, một ít quy củ tự nhiên cũng không ít, phú quý nhân gia hôn định thần tỉnh ở Tư Đồ gia cũng là tất có. Không biết vì sao, Tư Đồ Bân cảm thấy hôm nay Hồ Màu Nhi đặc biệt xảo người, hắn không vui ừ nhẹ một tiếng, xem như đáp lại nàng, ánh mắt lại là luyến tiếc từ Đậu Đậu trên người rời đi nửa phần. Hồ Màu Nhi đem hắn nhất cử nhất động, mỗi một cái biểu tình đều nhìn ở trong mắt, thấy hắn như thế, nàng oán hận lôi kéo ti lụa. Thẳng cầm trong tay ti lụa trở thành là Đậu Đậu, hận không thể đem nàng xả thành mảnh nhỏ, biến mất ở nàng cùng Tư Đồ Bân trước mặt. Nàng không có xuất hiện khi, Tư Đồ Bân chưa bao giờ sẽ như vậy đối nàng. Nhưng hiện tại, Tư Đồ Bân liền liếc nhìn nàng một cái, đều cảm thấy phiền. Nàng không cho những cái đó đáng sợ sự tình phát sinh, nàng muốn trở thành Tư Đồ gia thiếu phu nhân, nàng không cần lại quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Không cần, không cần. Hai cái đại người sống đứng quan khán, Đậu Đậu cùng Phù Chí Hằng tự nhiên thực mau liền đã nhận ra, hai người ăn ý hoàn thành cuối cùng một đoạn, đồng thời thu kiếm, nhìn nhau cười. Tư Đồ Bân thấy bọn họ ngừng lại, vội vàng cười đi qua, Đường huynh, Đường cô nương, thật là hảo nha hứng. Vừa mới kia kiếm vũ đến làm người xem thế là đủ rồi, Tư Đồ thiệt tình bội phục a. Chỉ tiếc Tư Đồ chính là một cái tay trói gà không chặt đại phu, bằng không thật đúng là muốn cùng Đường huynh tỉ thí một hồi. Tư Đồ huynh, quá khen. Tư Đồ huynh y thuật cũng đồng dạng là tại hạ không có thể có. Phù Chí Hằng căn cứ vào lễ phép trở về hắn. Tư Đồ Bân cười khan vài tiếng, thấy Đậu Đậu cái trán tràn ra tinh mịn mồ hôi, vội vàng móc ra chính mình khăn tay, cười đưa qua, Đường cô nương, lau mồ hôi đi. Đậu Đậu rũ mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái trong tay hắn khăn tay, thấy kia màu lam nhạt khăn tay thượng dùng chỉ bạc thêu mấy đóa tường vân, biên giác chỗ còn có một cái nho nhỏ màu tự. Nàng lập tức hiểu ý, ngước mắt cười nhìn thoáng qua Hồ Màu Nhi, ngay sau đó móc ra Phù Chí Hằng cái kia tuyết trắng khăn tay, cười trôi khéo, cảm ơn Tư Đồ công tử, ta chính mình có. Hắc hắc, Đường cô nương khách khí. Tư Đồ Bân xấu hổ cười khan vài tiếng, hậm hực thu hồi khăn tay. Phù Chí Hằng nhìn Tư Đồ Bân hậm hực bộ dáng, tâm tình rất tốt, khóe miệng ý cười dần dần dày, nhìn Đậu Đậu trong tay khăn tay trắng, chỉ cảm thấy khăn tay lại là so hoa nhi còn mỹ. Xem ra chính mình ở Đậu Đậu trong lòng vẫn là so trước mắt cái này vô sự hiến ân cần Tư Đồ Bân muốn quan trọng rất nhiều. Nghĩ, hắn tâm mừng thầm không thôi. Hồ Máu Nhi nhìn Tư Đồ Bân bị nhục bộ dáng, trong lòng không cấm đối Đậu Đậu càng là chán ghét vài phần. Người chính là như vậy, chính mình đồ vật chính là lại kém, cũng không chấp nhận được người khác khinh thường. Ở nàng trong mắt, Tư Đồ Bân là tốt nhất, tự nhiên liền không thể làm Đậu Đậu như vậy đối đãi. Nhưng nàng không có nghĩ tới, nếu Đậu Đậu vui vẻ tiếp nhận rồi Tư Đồ Bân trong tay cái kia nàng tự mình thêu khăn tay, nàng tâm có thể hay không càng buồn bực. Phù Chí Hằng không quen nhìn Tư Đồ Bân ở lại ở Đậu Đậu trên người ánh mắt, vì thế thực tận trách gánh nổi lên, huynh trưởng, trách nhiệm, rời bước ngăn cản Tư Đồ Bân tầm mắt, cũng rũ mắt nhìn Đậu Đậu, sủng nịch nói, Đậu Đậu, ngươi ra một thân hãn, vẫn là về trước phòng đi rửa mặt trải đầu một phen đi. Vi huynh,
trước hết mời Tư Đồ huynh vào phòng hơi ngồi một hồi. Lời nói từ gian, nhắc nhở Đậu Đậu giờ phút này bọn họ ở trước mặt mọi người sắm vai thân Phật. Kỳ thật nếu có thể nói, hắn càng nguyện ý làm Tư Đồ Bân biết, bọn họ cũng không phải huynh muội, hắn càng nguyện ý làm Tư Đồ Bân nhìn đến hắn đối Đậu Đậu dụng tâm. Đỡ phải hắn ở một bên, tâm tâm niệm niệm ước lượng nhớ kỹ, cũng đỡ phải chính mình nhìn phiền lòng. Đậu Đậu cười gật gật đầu, hảo, nói, nàng rời mắt nhìn về phía một bên Tư Đồ Bân cùng Hồ Màu Nhi, tươi cười như hoa nói, Tư Đồ công tử, Hồ cô nương, các ngươi trước ngồi, ta về trước phòng. Hồ Màu Nhi không muốn ở chỗ này nhiều lưu lại, vì thế cười gật đầu sau, quay đầu nhìn Tư Đồ Bân, nhắc nhở hắn, nói, biểu ca, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta đi trước hướng ra ra cùng mợ thỉnh an đi. Đợi lát nữa lại làm nha hoàn tới thỉnh đường công tử cùng đường cô nương đi phòng khách dùng đồ ăn sáng. Nàng lời nói hợp tình hợp lý, nhưng nghe vào Tư Đồ Bân trong tai, lại không phải như vậy một chuyện. Nghe vậy, Phù Chí Hằng vội vàng chiều Tư Đồ Bân chắp tay. Nói, như thế tại hạ liền không thỉnh Tư Đồ huynh vào nhà, chăm sự hiếu vì trước, Tư Đồ huynh thỉnh. Mềm mại chiều Tư Đồ Bân hạ lệnh trục khách, nhưng Phù Chí Hằng nói, ở người khác nghe tới lại là như vậy thiện giải nhân ý, lại làm người tìm không thấy phản bác nói. Tư Đồ Bân vốn định liền ở Phù Chí Hằng trong phòng chờ Đậu Đậu, hiện giờ nghe hắn như thế vừa nói, nhưng thật ra đã không có lại lưu lại lấy cớ. Vì thế, hắn cong môi cười, chắp tay trở về Phù Chí Hằng thi lễ. Đường huynh, tiểu đệ đi trước cấp tổ phụ cùng mẫu thân thỉnh an, đợi lát nữa lại sai người tới thỉnh đường huynh cùng đường cô nương. Thỉnh. Phù Chí Hằng gật gật đầu, một cái thỉnh tự nói được trung khí 10 phần, làm Đậu Đậu nghe xong cảm thấy hắn hoàn toàn chính là cố ý, lại còn có cho nàng một loại, hắn đây là phi thường vui tặng người rời đi ý tứ. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Phù Chí Hằng cùng Tư Đồ Bân, thấy hai người nho nhã lễ độ, lễ phép tương đái, lắc đầu cảm thấy chính mình là đa tâm. Phù Chí Hằng mới không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Huống chi nơi này là Tư Đồ gia, hắn cũng không có muốn chụp khách lý do. Đậu Đậu rửa mặt chải đầu quá sau, liền cầm tân điều chế tốt thuốc mỡ đi cấp Phù Chí Hằng thượng dược, mới vừa tốt nhất dược, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh kha thanh âm, nguyên lai là Tư Đồ Bân thanh kha tới thỉnh bọn họ đi phòng khách dùng đồ ăn sáng. Sống nhờ ở nhà của người khác, đương nhiên không thể quá thác lớn. Đậu Đậu cùng Phù Chí Hằng đều là cực có giáo dưỡng người, lập tức liền tùy tiện thu thập một chút, theo thanh kha cùng trước đến phòng khách. Mọi người hàn huyên vài câu, liền ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Mới vừa dùng đồ ăn sáng một hồi, ngoài cửa, một cái ăn mặc màu xám trường bào dược quán học đồ thần sắc nôn nóng nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, đối với Tư Đồ lão tiên sinh liền quỳ xuống, gấp đến độ có chút ngữ vô luật thứ nói, sư phó, việc lớn không tốt, dược quán tiến đến không ít quan sai. Bọn họ nói. Nói thiếu ra ngày hôm qua đem Liễu Châu trong thành hạ lão gia cấp khám hỏng rồi. Bọn họ muốn tới niêm phong y quán, còn muốn đem thiếu ra bắt được quan phủ đi. Cái gì? Đương một tiếng, Tư Đồ phu nhân trong tay chén rơi xuống đất, nát đầy đất. Nàng đứng lên, đáy mắt hiện lên kinh hoàng, nàng nâng mục nhìn về phía Tư Đồ lão tiên sinh. Cha, này nên làm thế nào cho phải? Bân nhi y thuật từ cha thân thụ, mà hắn y thuật cũng không thấp, càng vì Liễu Châu thành không ít đại quan quý nhân khám quá không ít bệnh. Hắn không có khả năng sẽ khám sai, cha, ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Tư Đồ lão tiên sinh sắc mặt ngưng trọng, hắn liếc hướng một bên Tư Đồ Bân. Tư Đồ Bân bị hắn nhìn đến tâm run lên, lập tức làm sáng tỏ, nói, ra ra, ta không có hạ sai dược, ta đều là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm hạ dược. Hơn nữa dược phân lượng cũng không có nhiều hạ, kia hạ lão gia không có khả năng là bởi vì tôn nhi nguyên nhân,